tất cả bà con. Chào mừng tất cả bà con đã đến với cái xóm của chúng tôi. Cái xóm này được gọi là xóm Tam Tấu. Tại sao gọi là xóm Tam Tấu? Bởi vì cái xóm này chỉ có 3 người. Người thứ nhất là tôi, là ông tổ trưởng. Người thứ hai đó chính là bà già. Dân và tiếp theo người thứ ba cũng là người cuối cùng, đó chính là ai? Đó chính là em của bà già, đó là bà Di. Dân, kính thưa tất cả bà con, cái xóm này chỉ có 3 người, cho nên là tụi tôi sống với nhau rất là chan hòa và yêu thương lẫn nhau. Nhờ em mới gặp hiểu coi. Nhờ em đâu mới gặp hiểu coi. Bước ra đây, bước ra đây. Sáng sớm bà luôn manh đồ mèo dữ vậy? Luôn manh gì? Nè, chị nói cho em nghe nha. Chị đã nói với em rồi, Tết nhất tới nơi rồi. Phải đóng tiền cáp đầy đủ đi. Để Tết nhất còn có tivi mà coi cửa xuyên việt với người ta chứ. Không đóng tiền cáp, lấy tiền đi niềm răng. Đó, rồi bây giờ không có cáp mà coi Tết nhất là sao? Nhanh cái gì? Bà gia sĩ bà cười đó. Chúng nó cười em. Chúng nào? Mà đâu phải chúng sửa ích đâu. Chúng cũng sửa dữ dội lắm nè mà chúng cười em. Rồi bây giờ sao? Mắc cười quá à. Bây giờ Tết nhất tới nơi rồi và không có tiền đóng tiền cáp, thì bây giờ em không đóng được thì chị đóng giùm em đi. Không đóng tiền cáp mà lấy tiền mua chó lưu về chi vậy? Chó đâu? Đây nè. Ủa? Trời đất ơi, cái đầu. Cái con điền răng là tôi nè. Ây trời ơi, bà này cũng đáng tiền. Đâu đâu? Y lấp lánh nè. Lấp lánh hả? Lấp lánh hả? Hai, không có đánh mông bà già nghe không? Mệt hai bà mới đi. Tết nhất tới nơi còn hả cãi lộn lẫn nhau không nữa. Không có cáp coi chương trình Tết kìa. Bây giờ không có cáp coi chương trình Tết thì qua nhà tôi. Qua nhà coi có tivi. Bỏ đi cha, cha chung đường dây cáp với nhà tôi mà cha lanh quá à. Đó rồi. Nó cắt sạch luôn rồi. Ê, mà bây giờ tôi nghĩ vậy nè, Tết nhất tới nơi thì không có gì vui. Bà già, bà đứng ra bà làm gì vui tôi coi coi. Trời đất ơi. Ủa, bà già mà chú Hề đó làm cho vui. Vậy thôi bà gì, em bà già ra làm gì vui đi. Trời đất ơi, bà gì mà chú Hề đó làm cho vui. Rồi bà là ai? Tôi là bà già. Ừ, bà này bà gì? Bà gì? Bà gì là gì? Em bà già. Ừ, mà. Bà già chỉ bà gì? Ừ, bà gì em bà già. Bà già chỉ bà gì? Ừ. Còn bà là bà gì? Bà vú. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Trời ơi, có một cái sự lộn nhẹ ở đây. Thôi, mệt quá, bây giờ tôi nói nghe nè. Sao? Bây giờ á, hai bà làm cái này vui rồi mà tôi cũng chưa thấy vui lắm đâu. Vui không? Không. Không có vui thì tôi cũng không có vui đây nè. Sao vậy? Trời đất ơi, Tết nhất tới đây mà buồn yêu à. Vậy là Tết năm nay nhà tôi lạc mất mùa xuân rồi. Trời ơi, nhà chị lạc mất mùa xuân, chắc nhà tôi lạc trôi quá. Trời đất ơi, vậy là bây giờ tôi cũng bị lạc đề luôn rồi. Trời ơi, bà lạc đề chứ tôi lạc giới quá. Thôi đây, mệt hai bà quá. Tôi ước gì cái mùa xuân này hai bà lạc nhau luôn đi. Lạc nhất. Làm gì vậy? Gì vậy? Nhục. Diễn không vui hơi nhục. Nói nghe. Ba đứa mình ra nãy giờ chưa vui lắm đó nghe. Ê, nhóm có ai cứu mình không chứ để kỳ lắm nghe. Nhóm Tam Tấu mà như tam tai vậy trời. Ê, nhiều khi á tôi cúng cầu siêu luôn cũng được á. Ê, bữa nào em với chị ra ngã ba cúng không? Cái đó tâm cô. Ê, một cô nè, hai cô nè, ba cô nè. Gì vậy bà? Thấy chưa? Đàn ông mà đòi làm cô không à. Ê, tôi nói cái dòng này là cái gì không? Cái đôi tay đàn ông mà tấm lòng là của người mẹ. Mẹ không? Rồi bây giờ sao? Bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ mệt quá. Bây giờ muốn vui đúng không? Vui không? Tôi biết được có một cái nhóm này. Nhóm nào? Nó nào? Ở trên xóm trên. Chấm trên ừ, sao? Hả? Ừ, nó tự nhiên tôi thấy nó bán cái gì nhiều lắm, nó kéo nguyên cái tivi này nha ha. Nó bán cái gì? Nó bán cái gì tùm lum tùm la hết ai. Ủa, bán tùm lum hả? Ừ. Có bán thân không? Cái gì vậy? Tôi mua tôi xài. Tôi tự nhiên nó bán thân em sao em kỳ quá à. Bây giờ muốn mua tivi đúng không? Muốn mà mua tivi đâu có cái cáp đâu mà coi. Tôi có nghe nó nói luôn, nó có bán cái gì? À, cái đầu thu. Bây giờ lấy cái đầu thu đó gắn vô cái tivi là bà coi tivi được rồi. Thấy được hả? Ừ. Trời, hồi xưa mình coi đầu máy, giờ tụi nó coi đầu thu không? Rồi đợi đi, tôi kêu nó vô. Kêu nó vô đi. Khoan, mà kêu tụi nó vô, tụi nó phải làm cho vui mới có tiền nghe. Đúng mình rồi. Thưởng tiền cho nó rồi mình muốn ủng hộ nó nữa. Ừ. Nhất định tụi mình phải làm khó nó. Vô. Mà nắm tay nhau đi vô vậy. Nắm tay nhau cho nó tình cảm cô à. À. Dạ, hai thằng con xin được chào tất cả mọi người ở đây à.
Dạ, nhân dịp năm mới xin có một chút quý cô quý vị ở đây, dạ xuân phát tài như ý, Tết thịnh vượng an khang và đặc biệt mặt không bao giờ bị nổi tàn nhang. Trời ơi, hay quá vậy, bán cái gì vậy? Dạ, xin giới thiệu với lại cái giọng này bộ bán keo diệt chuột hả? Dạ, giọng tiếp thị đó cô. Vậy đó hả, chứ bán cái gì giới thiệu rồi lên đi. Dạ. Không lên coi. Vui lên. Tết ông mà. Này ta chưa kịp nói rồi vui vui, ông mới không vui. Không lên đi. Giới thiệu đi. Dạ, xin trân trọng giới thiệu với mọi người ạ. Bọn con là những người mang tới niềm vui cho mọi nhà, mọi người. Bọn con chính là nhân viên tiếp thị ạ. Bọn con mang tới những món đồ rẻ nhất, những món đồ tốt nhất, những món đồ đẹp nhất để phục vụ tất cả mọi người ạ. Không biết là mọi người đang cần mua cái gì ạ? Cái gì cũng cần mua hết trơn á. Dạ, ở ngoài con nghe láng thoáng là đang cần mua một chiếc tivi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tivi, bọn con có tivi. Dạ, xin phép bà cô. Sao bà cô? Bà ông chú đây nè. Chú nhà. Bà ông bà cô. Ông bà cô thì thôi. Quý quá mà ta nhìn nó rối cả đầu hình. Vâng, và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc tivi của tụi con đó. Hay quá, qua bên này ngồi nè. Coi nó làm gì. Trời ơi. Ê, cái này quen quá bây. Nên mùa nào cũng TV có là phải nghe. Quen chứ cô, nhà nào có tivi mà. Tivi mà lạ là sao? Cái này là cả bộ lạc coi hay sao bự dữ vậy ba? Dạ, đây là chiếc tivi thông minh đúng không? Ê trời ơi, tôi vô truyền hình này. Đây là mặt sau. Sao cơ? Cô lại đây. Cô ơi, đi vô lại đây cô. Đây là một chiếc tivi rất thông minh, không cần cáp, không cần dây điện. Cô có nhìn thấy gì không? Không. Cô bị mù à? Vừa lắm. Cô nhìn kỹ đi, cô nhìn thấy gì không? Thấy. Thấy gì không cô? Toàn người nổi tiếng mà không thấy à? Tao nói tao thấy mày điếc hả? Ờ, thấy hả? Tại con tưởng con vẫn là con nghĩ cô bị mù. Rồi cô thấy gì nào? Cô có thấy giám khảo xinh đẹp Kiều Anh không? Thấy con thấy. Cô có thấy vận động viên cử tạ Vân Sơn không? Thấy. Đó, cô có thấy trời ơi anh Dương Lâm Đồng Nai không? Không có thấy, chỉ thấy cái sóng mũi thôi. Đó. Dạ. Đây là một chiếc tivi rất thông minh. Ê, tivi thông minh là khán giả không thấy diễn viên thấy toàn khán giả không ha? Dạ đúng rồi. Rồi mình coi làm sao? Thì mình thích thì mình coi thôi đó. Bây giờ đi vô trong đây là coi. Ví dụ cô muốn anh Dương Lâm làm gì này? Mình muốn anh Dương Lâm thôi con gây điều kiện đi cho vui. Anh Dương Lâm hát một bài đi. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Yo! Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Rồi lẹ đi mấy đứa ơi. Chuyển kênh đi, chuyển kênh đi. Rồi chuyển kênh nha. TV là ngộ, nghệ sĩ. Rồi Hồng Thanh. Phan, hình như là mình có gì ngược đời rồi. Có gì ngược đời cô? Tức là cái người coi ngồi đây chỉnh kinh nào diễn viên trong đó phải diễn. Đúng rồi. Đây để em nói. TV của tụi em rất là hiện đại, những TV khác đó là sao? Là chúng ta xem TV là phải chỉnh đài. Nhưng đặc biệt TV của chúng ta là phải điều khiển được diễn viên. Dạ bây giờ cô có muốn mua TV này không ạ? Bây giờ chưa thử rồi, phải có cái gì hay chứ. Bây giờ thử quá trời rồi mà cô. Bây giờ tôi muốn coi cái TV, tôi bấm sao TV phải hát vậy? Đúng rồi. Cô bấm đi con. Chứ tự nhiên ở trong đó chọn tôi sớm chứ bắt tôi múa hoài, sao tôi múa. Tại cái này là TV thông minh mà con. Bây giờ bước vô tôi bấm. Dạ. Tin buồn nè. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Chồng cha anh chúng tôi là cụ Trần chắc chết. Sau một thời gian lâm bệnh quá nặng, sổ mũi nhức đầu, viêm mũi viêm xoang. Tuy đã được các bác sĩ trong bệnh viện thú y 113 tận tình bớt mũi và nhận phong bì. Đổi kênh. Phim hoạt hình đi. Hoạt hình. Nàng tiên cá. Ủa Tom, Gia ơi, bạn đi đâu vậy? Ôi, mà để xem cầu xuyên Việt. Bạn ăn uống gì chưa? Chưa. Dạ, Tom và Jenny xin chào tất cả các bạn. Chưa có được hết. Tiếp luôn, dẫn tiếp kênh hoạt hình. Hoạt hình tiếp phần 2. Tom ơi, sao bạn? Mình thèm bị gỏi quá. Tí mình mua cho. Dạ, Tom và Jenny xin chào các bạn. Phần 3 luôn, phần 3 luôn.
coi tới 15 phần là thôi cô ơi, bọn con chú bán ơi, cái chú, tivi chú. Hả? Nãy chú quảng cáo tivi bên cậu con không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đem cho con 10 cái liền nha, cảm ơn. Trời ơi, trời ơi, mà nó làm như kẹo đem 10 cái. Trời ơi, tại họ đó trong nhóm tụi nó không đó chứ đâu. Tụi bay mướn người quảng vô bà quảng bá tivi heo. Dạ không có đâu cô, người ta thích người ta mới mua một chiếc tivi thông minh như vậy, mà tại sao cô không mua là sao? Cái tivi này rồi bây giờ thì ngoài cái chức năng mà bấm đài nào nó có ứng bài đó thì bây giờ còn cái chức năng nào nữa không? Không hết chức năng rồi cô, con bán được cái tivi không lời được bao nhiêu, bây giờ vào đây cô đầy quá. Thôi bây giờ bọn con sẽ giới thiệu những sản phẩm khác. Được. À, giới thiệu đi. Dạ. Này tạm thời mua đi, để em để vô. Dạ dạ. À, còn bán gì nữa? Rồi, nó còn ở đây mà cô. Tivi thì con có đẩy lung ta lung tung vậy. Mày bán mà mày khó mà. Không giữ đi chứ. Thư đại thường. Con quỷ là kia nha, con quỷ xe riêng nha. Con thấy không có con bạc ta lắm rồi nha. Như con thấy thì nhà mình đang chuẩn bị đón Tết đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng. À, Tết thì các cô, các chú có dùng rượu bia không ạ? Có chứ. Dạ, và sau đây là sản phẩm bia. Bia, bia mộ hả? Trời ơi, lâu quá không gặp. Chú nói ơi, đã ăn chơi tè lè đi về nhà, vợ nói là phải nghe. Vợ dặn khi đi nhậu, nhớ mua ngày món ngon về nhà. Vợ ai? Sáng sớm đi nhậu rồi, không về. Hôm nào tôi xỉn tôi về. À, vô. Nhớ đi luôn chứ quay mà về đây. Vô. Hả? Sao bia rồi chưa về? Hôm nào tôi xỉn tôi về. Uống cái bia gì lâu xỉn vậy? Bia truyền thông can, an khang thịnh vượng, mát gan bổ thận. Một người uống, hai người vui. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Bia truyền thông can. Đó đây. Mua. Dạ, giờ không mua là em báo ông Đốc Tiền Khang liền. Mua rồi nha cô, nói dạ, mua dạ. Một sản phẩm rồi. Mua qua đây, để qua đây liền, để cho bạn cho cô. Ủa mày đưa cái này ra dễ gì không dung dám mua mày. Dạ, cô không? Dạ, cô uống bia thì cô có sợ nhức đầu không ạ? Sợ luôn. Đó, và sau đây là sản phẩm thuốc nhức đầu. Đâu? Quảng cáo sao cho đâu rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nhức đầu không? Không nhức. Trời ơi. Nhức đầu không? Mày nhức đi. Đau không? Không nhức. Tại sao không nhức? Tại vì để uống thuốc nhức đầu, hiệu đầu lâu, còn lâu mới nhức. Vui à. Hay quá. Hay mua luôn. Hay quá. Bia đưa đây. Còn gì nữa? 30 chai. Mua. Trời ơi, bán được 2 món phim. Còn cái gì nữa? Lộn chai. Lộn chai rồi. Lấy lộn chai gì vậy? Trời ơi, thuốc này ba ơi. Cô cứ coi bọn con là hàng tạp hóa đi. Rồi bán cái gì nữa không? Tết thì cô thường trưng cái hoa gì ạ? Sợi hoa mai đó, nguyên buồn đó. Đúng rồi. Hình như là bị sâu đấy. Hả? Bị sâu nè. Ủa? Mai bị sâu hả cô? Trời ơi, Tết mà cô trưng mai có sâu là xui lắm. Sao đây là hồi nào giờ là bông chỉ có ông có đậu vô chứ có sâu không? Bông là sâu đục thân. Mày giỏi quá, bắt sâu đục thân. Cô có học sinh học không? Thôi vậy, ví dụ mà sâu nhiều quá có cách nào không con? Có chứ cô. Cách sao? Lên. Nửa tấu nữa hả? Vâng, mùa xuân là mùa của nỗi nhớ, là mùa của những con tim thường lén để tìm nhau, là mùa của những trái câu xanh dưới với lá trầu cùng chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Mùa xuân này cho em ngày đám cưới, cho em miếng trầu thắm đỏ làn môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi, cho anh ngắm anh nhìn non con mắt. Em gái ngày xưa nay đẹp lắm, có phải em là nàng công chúa thiên nga từ chính tầng mây rơi xuống sân nhà, cho anh hạnh phúc đến một ngày em xin đám cưới mà. Kính thưa quý vị, và ngày tết là phải có đám cưới, và ngày tết phải có hoa mai đó. Hoa mai là phải có sâu, cho nên không thể thiếu thuốc trừ sâu. Sau đây là thí nghiệm của chúng tôi. Trời đất ơi, bà con thấy chưa, người còn chết huống chi là sâu. Trời đất ơi, hay quá. Công nhận cái chương trình này nhân văn nghe. Lấy mạng người ra thử nghiệm. Chú ơi, chú gì đó, nước từ sâu không? Đem cho con 100 chai nhanh nha, cảm ơn. Con nhỏ lại cái con đó vợ cha đời đó. Mày muốn mày tự tử hay mua 100 chai chứ? Nước thôi mà mua 100 chai. Cô đang làm hành động gì vậy? Có bán kem đánh răng không? Con nhớ mặt cô rồi nha. Mặt tao sao? Mặt tao mà nhớ thì sao? Cô là... Tao là cái gì? Thị gì? Thánh chửi đúng không? Tao biết chửi đâu mà thánh gì không thánh. Nãy giờ con thấy cô chửi lắm, cô có muốn không chửi không? Muốn. Long chửi nó lấy gì nó ăn? Vô gì cái gì? Tao nói mày là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật ha? Cái thứ quá trong quốc gia ba cầu. Tao nói mày là cái đó. Cái gì mà hết chửi vậy? Hút mũi ăn vô hết chửi. Ê, tao bị hô. Hút gì hay vậy? Cá khô ăn vô hết hồ. Trời đất ơi.
Cô ơi, cô đẹp toàn diện, khỏi đi phẫu thuật rồi đó. Trời ơi, hay mày nha mày. Thích nhất cái câu mày thứ là... gì chứ mày thứ bảy chủ nhật. Im đi. Mày giỡn trời, mày gian ác nghe. Lên. Quật đó kìa. Nó diễn đó kìa. Hey. Kẹo rung, uống vô rung mở bụng, xoa tan mở bụng, không còn mập nữa, dành cho Gia Bảo. Trời ơi, nó bán bổ không chừa một ai. À, bây giờ có thuốc gì cho anh bạn tôi luôn, không bán luôn đi. Có thuốc tiệt bóng không con? Không, 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 không có. Nè, chung một tim nha. Yên tâm. Chúng sanh làm chứng, nãy giờ có nói câu nào? Yên tâm. Có thuốc đó là cả đời chú uống lâu rồi, hiểu không? Bây giờ có bán cái gì nữa không? Yên tâm, bây giờ nó hết món hàng nó bán. Hết hàng rồi phải không? Tôi lấy cái đồ của mình ra cho nó bán. Quảng cáo giùm tôi đồ tụi tôi nghe. Dạ, bọn con là dân chuyên nghiệp mà cô đưa lấy ra đây. Bất cứ cái gì ca ra là con quảng cáo được hết. Đây nè. Rồi đưa nó đi. Rồi. Này cái gì vậy? Nè quảng cáo giùm này coi. Quảng cáo giùm đi. À này là lăn nách nè. Trời ơi, cái con thị á. Bực bội chưa kịp nói lăn nách. Ê ê, cái này là cái gì vậy? Anh nhớ lại nó mới ghê. Cái này là gì? À, nhớ rồi. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Cưng. Dầu gội thích đầu. Hợp với mấy cái tóc như cưng nè. Hai, dạ vâng. Ba, làm. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, là chuyên gia về phần đầu, tôi có thể khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng gầu hiện nay đang là một nỗi lo lắng lớn nhất của các bạn trẻ. Các bạn rất sợ rằng gầu của mình có thể bay mù mắt các bạn đằng sau ra nhìn trộm mặt chảy đầu. Như thế các bạn không lo lắng về điều nữa, tạm thời gian tương đối rất dài. Chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo ra một loại sản phẩm đó chính là dầu gội đầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dầu gội đầu này sẽ sạch tất cả các loại gầu, sạch cả dầu mẹ lấy gầu con, còn gầu bố không ai nấu cơm cho ăn rồi chúng sẽ sạch luôn. Vâng, mua dầu gội đầu đi. Hay quá. Kiếm cây khác, kiếm cây khác. Kiếm cây khác. Còn cái gì nữa không? Cái gì bây giờ ta ơi? Mày quảng cáo cho tao cái lu này coi. Tao hả? Mày quảng cáo cho tao cái này đi. Rồi mày nói sao mày nói đi. Cái lu này cô xài để làm gì vậy? Không biết nữa. Cô phải là xài làm gì cô biết con quảng cáo tao đâu. Phải làm cho nó sạch chứ để nó dơ vậy. Ngủ tư thế bị khơi bạn yếu điều mới lạ. Ngủ tư thế chiến binh bạn mạnh mẽ kiên cường. Ngủ tư thế nhạc công bạn suốt ngày năng động. Nay đã có loại mới dài chưa đến 3 ly. Vừa khích cơ thể bạn. Đây khăn đa năng. Khăn đa năng ngoài chức năng là một cái khẩu trang che bụi. Nó còn có thể lau chùi được cái thùng phi rất là sạch sẽ luôn. Thấy nha. Tao kêu mày quảng cáo dùng cái thùng phi mà. Thì trước tiên quảng cáo thùng phi thì con phải quảng cáo. Ê, cái này nó vệ sinh thùng phi. Dạ con muốn hỏi cô cái thùng phi này kích thước bao nhiêu ạ? Không có biết, đoán đi. Trời, con xài thùng phi mà nó xài. Tao cũng cỡ cái hòm mà con. Cỡ cái hòm hả? Rồi, nó dùng để đựng gì cô? Đựng nước. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Nước là một... một cái gì? Một quảng gì? Cáo có lúc bị vấp chứ cô. Giặt ra về. 90% cơ thể chúng ta là nước. Vì vậy chúng ta rất cần nước. Mọi người cần nước thì phải đựng nước. À. Hãy tới với mua thùng phi này để đựng nước đi nào. Thôi. Oh. Ê, cái bài giang con hay, ai cũng làm được hết á. À, làm chưa có hay quá đâu. Phải có những quảng cáo nó chân thật. Cô hiểu không? Sao mặt con hoang mang quá vậy? Phải có những quảng cáo. Bây giờ con tưởng tượng là thùng xăng là con quảng cáo làm sao? Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Ai trong đời chúng ta cũng phải đi xe. Đi xe thì phải dùng xăng. Mà muốn dùng xăng thì phải lấy cái gì đựng? Lấy thùng đựng xăng. Mua thùng đựng xăng đi nào. Được chưa? Ê nói nghe. Giờ thí dụ bạn muốn bán tao mà giới thiệu tao coi. À quảng cáo bán dùm cho này coi. Leo lên rồi. Cái này không em leo lên à. Rồi. Rồi đó. Các bạn trời ơi. Ai trong số chúng ta cũng mơ ước lấy được một người phụ nữ đẹp. Nhưng đâu phải ai cũng lấy được phụ nữ đẹp. Trên đời này còn những phụ nữ xấu. Những người phụ nữ đó biết phải làm sao, biết kiếm những người ở đâu. Đây là một người phụ nữ đang trong tâm trạng buồn. Nhe răng ra đi. Nhe răng ra đi. Há mồm nhe răng ra. Trời ơi, mày điên mày hả? Trời mưa mà nó đổ cái nón lưỡi chai mà vẫn ướt cái mỏ. Là sao? Ê, tính ra đó là giới thiệu gì không ai mua tao luôn á. Thì có nắng từ từ mà. Rồi giới thiệu tiếp. Minh Dự đây, ai mua không? Bây giờ đổi người khác tao đi.
con người đó nói hoài vậy? Thôi con vô giới thiệu bán giùm cô coi. Đứa khác quảng cáo bây giờ một bà này mà từng đứa quảng cáo bà này, chừng nào bán được bà này thôi. Cô mắc bán lắm rồi. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay hãy hỗ trợ em trưng bày một sản phẩm mới. Đó là một người phụ nữ rất là đẹp gái xinh tươi. Hiện tại cô ta đang bị ế chồng. Vâng, sản phẩm là chúng em là tặng kèm thêm một mái che mưa. Dạ. Chúng ta có thể là để che mưa hàng ngày được ạ. Dạ, ai là hàng ạ? Dạ, anh trai không ạ? Dạ, hốt đi anh. Dạ. Rồi, giờ tới người khác bán, tới người khác bán. Rồi, tới người khác bán, tiếp tục. Chừng nào có người dưới mua rồi thôi. Đúng rồi. Chia tiền đều mà sao mày chậm vậy? Còn quảng cáo không được á, là tao tự theo không mày miễn phí à. Rồi. Kính thưa quý vị, tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người của chúng ta một trái tim, nhưng chỉ với một nửa yêu thương. Và nhiệm vụ chúng ta phải tìm một nửa yêu thương còn lại. Mà để một nửa yêu thương đó có ý nghĩa hơn, tại sao chúng ta không tìm đến một người phụ nữ không được đẹp lắm? Bây giờ ở đây có ai mua người phụ nữ này không? Tôi mua. Tôi sẽ trả lại cho anh 500 ngàn nếu anh mua. Mua rồi. Trời, bé bán luôn thằng bạn tao giùm luôn đi. Bạn bé bán được, quá bán chưa được. Rồi, rồi, để đi mày. Rồi, được rồi. Bây giờ bán rồi còn ai mua đâu, bán luôn đi. Không ai mua đâu. Hàng này hết nát rồi chứ. Không ai mua luôn á. Ngoài bà đó. Hết gì? Hàng sử dụng. Nó nghe nè, cho tôi trở về quê hương cũ đi. Sao vậy? Hồi nãy giờ thấy tụi này nó bán cái thiệu đồ cũng hay lắm rồi. Coi bộ Tết nó vô nhà mình là vô nhà vô cửa đó. Chịu à nghe. Đồng ý là nghe. Rồi, mua đồng ý rồi. Để tôi nói cho nghe, tôi đại diện cho hai bà này. Vô đây á mà vui vậy là phải có quà, có thưởng chứ. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Trời ơi, có quà nữa hả? Có bao lì xì ngày Tết hả con? Dạt xuống. Dạ. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Ở trong đây có năm... Ui, da nặng quá. Ở trong đây có 5 cái bao lì xì. Mỗi một cái bao lì xì có mệnh giá 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu và lớn nhất là 5 triệu. Trời ơi! Ai bức hên thì lấy 5 triệu. Rồi! Ừ. Năm. Rồi lên, khoan. Ừ, cái gì cũng phải từ từ, báo người mặt thì vui lên, nhúc lên đây này nè. Tiền khó, này nè. Tiền khó từ từ lắm. Mình ngồi đếm nút đi, mình nói câu gì cho vui đi được. Mày nặng ra từ từ, nặng ra từ từ. Nặng ra, nặng. Hồi hộp lên. Nặng. Số 0 rồi đó. Bao nhiêu vậy bà? Xin lỗi mọi người. Cái đầu nhọn rồi. 4 triệu đồng. Bốn triệu. Hay quá. Đỡ được 3 triệu rồi. Mấy đứa hay quá. Rồi sao giải quyết đi. Rồi bây giờ nói chung là con cầm cái đó đi qua Tết qua lãnh nha con. Qua. Chứ Tết nhất đâu có ai cho rút tiền đâu con. Cầm đi xuống xuống lát vô lãnh được không? Dạ. Dạ cảm ơn. Con cảm ơn cô. Vậy là tụi mình chịu. Cảm ơn tụi con mình chịu. Vậy là chịu nha. Dạ con thua 2.5 con về. Rồi. Vâng, xin chúc mừng cho những chàng tiếp thị guitar. Rất tuyệt vời phải không quý vị? Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là những tình huống này không hề được biết trước và không hề được tập luyện trước. Một tràng pháo tay dành cho guitar. Xong cái tiểu phẩm thiệt vui hết sức luôn. Không ngờ là được khán giả ủng hộ mà vỗ tay như vậy. Mà cả nhóm cũng không nghĩ được như vậy luôn. Cả nhóm bước vô cái vòng thi này, cách đó 10 phút là ban tổ chức đưa ra một cái tình huống là gì? Cả nhóm tiếp thị đi vô trong cái khu nhà trọ đó và ban tổ chức mới đưa những cái sản phẩm để mình tiếp thị. Trong đầu không có một cái gì hết và anh em ở đây bàn nhau và cuối cùng lên tung hứng sao mà ăn quá chứ. Nói chung là lúc mà đưa đạo cụ á là 10 phút nhưng mà ngồi hết 5 phút để nhìn cái đạo cụ không biết làm cái gì. Chỉ còn là 5 phút để suy nghĩ ra. Chị Nam Thư, chị thấy thế nào? Em thấy chị đứng là chị nhảy muốn sập sân khấu luôn á chị. Nói chung là Thư không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Thật sự là cái nhóm này quá kinh khủng khiếp. Bao nhiêu thời gian thôi thảy ra cái gì cũng làm được hết. Mạc Giang Khoa quá duyên dáng, một mình em là gánh tim. Lúc đầu là lên là Thư thiệt tôi lo lắm, tại vì anh Đời và anh Đời với lại Mạc Văn Khoa thì giọng miền Bắc, rồi ông Đời á thì cái giọng ông miền Tây, hai người là nó chéo ngoe lên mà ông nào ông cũng nhanh hết, nói sợ khán giả là không hiểu, mà ra là thấy ăn quá thì ăn vô. Quá tuyệt vời rồi, thực sự các bạn làm như vậy rất là áp lực cho những nhóm sau. Đơn giản ngắn gọn thôi, lay động. Yes, lay động là đem đem đan đan. Anh cảm nhận sao về những đồng đội của mình? Khi mà ra rung thật sự tâm lý rung thiệt, nhưng mà bây giờ anh thấy một điều là mình không tập mình ra nó duyên hơn lúc mình tập á mấy đứa ơi. Lúc mà tập thì ra
rồi chắc khỏi tập vòng sau, khỏi tập được không? Đó, mỗi lần tập đó là nhóm cãi lộn, nó là ba tay rồi bỏ về rồi giận nhu rồi cãi lộn rồi bỏ về hết trơn. Đó mà giờ ra thấy anh em đoàn kết vậy vui quá, vui luôn. Nói về vấn đề cười thì để cho mấy anh chị khác nói, tại vì mình trung đội mình nói mình nhận xét cũng kỳ, nhưng mà ngày hôm nay thấy mọi người nãy giờ mày khen không rồi đó. Dạ khen là cái tình đoàn kết, tình đồng đội thôi. Hay quá mấy đứa ơi. Anh chú đợi rồi, hay quá anh đợi ơi. Một cái lo hả? Tụi mình cũng là đưa cái đậu cụ đột xuất luôn. Lúc đó trên sân khấu là chỉ thấy cái chai thôi, không biết đó là chai gì. À, lúc chỉ đó đưa ra thôi là biết. Nghĩa thấy cái chai là Nghĩa đưa ra cái chai vòng cái đầu. Ừ. Bảo thấy cái thùng phi là Bảo đẩy cái thùng phi ra. Cuối cùng hết đậu cụ đó. Đẩy chiêu cuối cùng à, đẩy bà dì này quảng cáo coi cho cái người vô mua. Đúng à, thì thật sự mà nói là đội đó phải nói là một đội đúng là kỳ tài thật sự. Hồng Thanh ơi, em ngồi em có run sợ không Hồng Thanh? Trời ơi, em đã lắm luôn á. Ngang nhau hết, làm cho tiết mục quá xuất sắc, quá hợp lý và xử lý thông minh. Ba bà kia thì chặt nhau, bị chặt quá trời chặt luôn thiệt. Cảm ơn mọi người, một tiết mục quá xuất sắc. Em cảm ơn mọi người, cảm rất ơn nhiều. Hồng Thanh. Chị Buka, bữa nay chị bỏ sĩ xin sao hụt lụ hả chị? Thật ra thì nếu mà xem không nói là ứng biến thì chắc mọi người sẽ không biết là ứng biến đâu. Người ta nghĩ là sẽ có tập vợt trước á. Tại vì mọi người bị khựng khựng khi mà Gia Bảo thử thách một chút xíu thôi. Còn tất cả thì trao chú hết, mọi thứ nó hoàn hảo mà đem lại tiếng cười rất là nhiều cho khán giả. Và kể cả Buka, Buka cười quá trời cười luôn á. Họ rất là giỏi. Và nhất là bạn Nhân Khoa rồi miệng mồm rất là lanh lẹ. Có nghĩa là bạn ấy nhìn cái gì là bạn ấy đột xuất là nghĩ ra những cái câu thơ, những cái câu đọc. Cái gu của Mạc Văn Khoa là giỏi về lời. Cũng có những cái may mắn bởi vì là Khoa là hay mất ngủ, hay nghĩ mấy cái linh ta linh tinh, ví dụ như mấy cái tin buồn, mấy quảng cáo thì cũng may mắn là cái như cái quảng cáo hay là tự nhiên anh Bảo nói cái tin buồn cái mình chợt nhớ trong đầu mình có cái đó là mình nói ra. Thì nó cũng một phần may mắn. À, nói chung là anh em chơi thoải mái. Người nào cũng có duyên hết. Và đặc biệt Khoa nè, anh Sơn nè, Nhu nè, Ba Tây nè, anh Đời nè. Nói chung là cả nhóm luôn á. Tại sao mà có thể mà ứng biến mà nói chuyện mà không dấp luôn á. Nói rất là nhanh mà không dấp, rất là nể. Tuyệt vời. Xin cảm ơn Buka. Nói về cái tài năng mà nói nhanh mà không dấp thì không ai qua lại chị Kiều Anh. Chị Kiều Anh. Chị Kiều Anh, chị thấy như thế nào hả chị? Hồi nãy Dương Lâm nói có một câu rất là hay. À, mấy đứa ơi, thôi đi, thôi mình có tập đi, mình tập. Nhiều khi cái lộn này kia rồi căng thẳng rồi cái hài nữa. Nhưng mà không có vui em ơi, bây giờ nói chung là mình có tập mình căng, mình biến cái thấy nó vậy, nó cái bộ nó hay hơn, mọi người quan ngân hơn. Khủng khiếp này. Chị chỉ nói như thế này thôi, nhớ một các em ngày hôm nay với một cái đề tài như thế này thì chị thấy thiệt tình đó mới là đủ ngang, đủ sức, đủ tầm, đủ tuổi các em. Tại vì biết sao không, nếu mà muốn đi đến kết cục kết quả mà coi như để thành công rực rỡ thì các em cứ giữ phong độ này. Chị nghĩ trên dưới cái phong độ này thì nói thiệt xin lỗi các em, mấy đứa đi nó chạy xe hơi cũng không bằng chứ đừng nói mình đi. Xuất sắc, trời ơi, chị Kiều Anh em mê chị quá. Sao có thể ta? Bây giờ qua đánh Sơn mới mệt mệt. Sơn. Sao anh? Sơn Quỳnh. Vụ gì? Anh nói với tốc độ như chị Oanh được không? Không, anh nói không được đâu. Tại vì bình thường chưa lộn không lại rồi. Thành ra thiệt ra đó, cái tiết mục này là một tiết mục khó chứ không phải dễ. Nhìn các bạn giỡn vui vậy chứ nó khó lắm. Cái này là nó đòi hỏi cái sự sáng tạo và đòi hỏi cái sự ứng biến nhanh nhẹn, lanh lợi, thông minh. Làm sao để mình có thể mình làm được tất cả những thử thách của các bạn đưa ra mà phải tạo được tiếng cười và phải tạo được sự hợp lý. Cái không khí ban đầu nó ao ao là bắt đầu không khí đi mà nó cảm thấy rất là đã. Sao tự nhiên thấy mạnh quá vậy xung luôn, cái nào ra chặt lên áp khẩu hết luôn. Cái ngày hôm nay nè, cái tiết mục này nè là cái sự chứng minh các bạn diễn, các diễn viên hài của chúng ta cực kỳ thông minh. Thường thường người ta hay nói là diễn viên hài á là sau này hài nhảm thế này thế kia, nhưng mà thực sự đó các bạn không nhảm chút nào, các bạn không có xà một chút nào hết. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái miếng các bạn quăng ra, tất cả những câu nói các bạn quăng ra, tất cả những cái hành động các bạn đưa ra, nó đều có cái lý do để các bạn làm. Đây là một cái rút kinh nghiệm. Tất cả những hành động, những lời nói trên sân khấu chúng ta đều phải có cái lý do để chúng ta bung nó ra. Chứ không phải là sân khấu nó nguội quá chúng ta té một cái cho nó cười, cái đó là xàm. Hôm nay anh Sơn ngồi dưới này coi đã lắm. Và hôm nay anh Sơn có một lời khen đối với các em, đây là các em cực kỳ thông minh, các em cực kỳ nhạy bén, các em cực kỳ tỏa sáng trong tiết mục này. Hết. Xin cảm ơn nghệ sĩ Vân Sơn rất nhiều. Khoan, cho Thư xin nói thêm. Hay quá, xuất sắc. Xuất sắc. Cho Thư xin nói thêm gì. Khán giả coi truyền hình người ta sẽ thắc mắc, ủa TV đâu ra thuốc rầy, chai thuốc rầy đâu ra, tất cả những cái thứ mà bạn, những cái vụ của đội kỳ tài mình quảng cáo đâu ra. Và kính thưa quý vị khán giả là trước khi lên sân khấu ban tổ chức thảy cho một đống đạo cụ đó lên làm đi đó, và các bạn trong vòng chưa được 5 phút trước khi bước ra là phải xử lý tất cả. Tôi giải thích như vậy để quý vị khán giả truyền hình coi là thấy, ủa sao thắc mắc ở đâu ra. Không phải, trước khi lên sân khấu 5 phút bước lên cánh gà rồi xong bên hậu đài ra đạo cụ đó, đạo cụ ra mừng đi, để cho quý vị thấy là
đây, kỳ tài thì đúng là kỳ tài lộ diện. Với cái phần thành công của đây là nhờ Mạc Văn Khoa lắm. Mạc Văn Khoa thì chỉ là khách mời thôi, không có phải là thành viên trong nhóm. Chị Nam Thư nói là tại vì là mê Khoa quá. Bây giờ Khoa ơi, Khoa hứa đi, bây giờ nhóm phập phòng lo sợ lắm, khách mời có nhiều khi bỏ dòng này sợ lắm. Nhưng dòng sau nó năn nỉ Khoa ơi, bây giờ sẵn chương trình đây Khoa hứa đi, theo nhóm suốt tất cả các dòng được không? Chị có cái câu như thế này nè, em thuyết phục Khoa em phải có chiêu. Sao chị? Là như thế này nè Khoa ơi, thật sự ngày hôm nay á, mà nếu mà nó có thành công rực rỡ như vậy á, là không phải do một mình em đâu, nhưng mà tại vì tính đồng đội của các bạn rất là cao. Khi bạn này nói, bạn kia đã nghĩ, bạn kia nói, bạn nghĩ, tất cả đều nhảy vô để cứu tất cả. Nói chung là tính đồng đội rất là cao, cho nên em mới ra được có tiết mục hoành tráng như thế này. Cho nên cần phải xuất hiện có mặt của Khoa, đừng bao giờ vắng mặt. Rồi Khoa hứa đi, trên sóng Khoa hứa là sẽ theo đội suốt chương trình đi. 3 năm 10 anh em từ khi lúc em thi xong thì em chưa biết gì sân khấu. Em thi thì cũng may mắn được làm nghề, thì mà có những anh em thì không được làm. 3 năm trời có những anh em mới được gặp nhau. Em thì xả thân hết đó, ví dụ anh em cần thì gọi. Tóm lại là chúng em sẽ đi tới khi nào bị loại thì thôi ạ. Vâng, tuyệt vời. Và bây giờ tôi cần lắm một cái ôm. Trong cái hài, nó cần nhất là sự đoàn kết, sự yêu thương và sự thoải mái. Chứ đừng có căng cứng và đừng vì một cái lý do gì đó mà mình cự cãi lẫn nhau. Vì cái hài á, là em phải thật sự thoải mái thì cái sự thông minh, sự sáng tạo nó sẽ ra. Hồi nãy chính vì tụi em không lo cho tụi em, lo cho những người bạn của mình. Cho nên khi mình lo cho người đó là mình sẽ thành công. Cái đó chị nói thật sự. Vô tình huống mà mình ứng biến là thì rất là run và rất là gọi như là hồi hộp. Bởi vì bọn mình cũng chỉ là những diễn viên trẻ thôi, cũng chưa có đi diễn nhiều. Thì cũng rất may là như ban giám khảo nói là phải có một tinh thần đoàn kết và một sự thoải mái đó anh em. Thật sự tới vòng này là đưa ra là thôi chơi hết tinh thần đi, thoải mái chơi nhau đi, mấy năm trời mới được diễn chung với nhau và thoải mái. Cho nên cứ giữ phong độ này thì bảo đảm tụi em sẽ có những sản phẩm rất là hay và rất đẹp. Xin một lần nữa chúc mừng nhóm kỳ tài. Nói chung là đó là một cái phần thi phải nói là cũng rất là thành công của các bạn, được ban giám khảo cũng như là ban bình luận như quý vị khán giả rất là sung mà gọi là rất là cổ vũ. Xong cái vòng này là mọi người rất là khỏe luôn, và mọi người thấy rất là mệt nhưng mà trong lòng sao vui đó, thấy không? Thôi hy vọng là tất cả mọi người là hãy đồng hành cùng nhóm và ủng hộ cho nhóm hết mình nha. Dù có kết quả như thế nào thì mình cũng chơi hết mình. Đúng rồi. Okay. Yeah. 2, 3 yeah. Vâng, tiếp theo sẽ là nhóm đặc biệt, một nhóm đặc biệt, nhóm đặc biệt đó tên là Tú, làm gì vậy? Đang lại cây. Chứ vậy? Thôi mày không biết gì hết hả? Không. Cái cây này nghe đồn là cái cây mai thần kỳ nha. Mình lại mình xin lọc một cái là có tiền trong bao thi liền á. Không tin nè, để dở cho con. Biết rồi. Là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Đó, thần kỳ lắm. Nhưng mà lấy tiền làm gì? Có tiền lương MC riêng mà. Biết rồi, nhưng mà cái tiền lương MC nó không có đủ giúp đỡ người ta. Giúp đỡ ai nữa? Những đứa trẻ cơ nhở. Cơ nhở? Không biết ở đâu cơ nhở mà cơ nhở nó kéo một sớm qua đây luôn. Trời đất ơi. Nó kéo một sớm qua tới đây luôn. Kéo một sớm qua đây. Chắc nhờ sự giúp đỡ trong này hả? Ừ, chắc là nhờ bà cô, bà dì, ông chú trong này nè. Trời ơi, hai mấy người này á, ai cũng khó tính hết trơn à. Tụi này giúp làm sao? Không biết nữa, nói chung là đang cần sự giúp đỡ dữ lắm. Thứ một tiếp theo là dành cho đội The Beat. Có nghĩa là các em nó còn trẻ quá. Đó, giống như trưởng nhóm đó là Minh Nhật. Thì thật ra Minh Nhật cũng là đàn em. Chưa kể mấy học trò của Minh Nhật là còn là đàn cháu tụi mình nữa. Nhưng mà được cái là các bạn trẻ nó có sự thanh xuân, nó rất là tươi mới, rất là năng động. Nhỏ, con nít hồn nhiên muốn nói gì nó cũng làm là. Và nó rất là dễ thương. Chính thì vì vậy á, cho nên là anh đạo diễn Diệp Tiên mới cho cái nhóm nó đúng với cái màu sắc là hát lô tô. Đó, có nghĩa là hát lô tô, kêu lô tô. Con mấy cờ ra mà con mấy gì đây, mấy gì đây. Đó, đó là điệu lô tô quen thuộc của chúng ta mà khi mà chúng ta hay nghe. Để cho quý khán giả biết rõ hơn là tại sao anh Tú lại làm như vậy, đó chính là ngày hôm nay nhóm The Beat đại diện là thầy Minh Nhật, chủ đề của nhóm đó chính là hát lô tô. À, căng thẳng ha các bé. Thật ra là khi bị biết được chủ đề lô tô là hơi bị căng thẳng á. Nhưng không phải đùa đâu, thì lô tô đối với Nhật nếu như Nhật những anh chị lớn thì sẽ biết về những cái bài truyền thống, nhiều hoặc là bài những câu vè, những bài câu vè. Còn đối với những bạn trẻ trong nhóm của Nhật á thì toàn là bài mới không. Bài kiểu như Sơn Tùng. Đấy, Sơn Tùng không à. Bản thân Nhật phải sợ. Đúng, phải không sợ. Đối với những diễn viên như Gia Bảo, Minh Dự hoặc là Nghĩa thì quá quá là rành sân khấu mà. Tham gia rất là nhiều. Đôi khi
Nghe bản thân Nhật cũng sợ, nhưng mà nãy chị có hỏi với mấy bạn, nói mấy con thấy làm sao, nói là có nhiều chơi nhiều. Tinh thần máu lửa ha. Tinh thần máu lửa có như là Nhật cảm thấy thì cũng gì mấy bạn mấy em nói vậy thì Nhật cũng thấy một phần là không còn lo. Không phải lo là mấy bạn sẽ làm gì trên sân khấu. Mấy bạn bây giờ khi mà biết là chủ đề lô tô, các bạn tự bàn với nhau. Và giờ mấy bạn đang tập ở ngoài. Đúng vậy, chúng ta phải có một cái thời gian chuẩn bị nhất định để chúng ta có những cái miếng mảng, những cái tình huống hay hơn khi mà chúng ta lên gặp các diễn viên ở trên đó. Bài hát thì chắc chắn các bạn giới trẻ là bạn sẽ thuộc rất là nhiều bài hát. Nhưng cái quan trọng là cái nhịp. Lô tô thường nó có cái nhịp, thường nó gọi một cái song lan. Anh Tú hiểu ý của thầy à. Nên anh Tú đã chuẩn bị cho thầy một số đạo cụ gọi là cây nhà lá vườn. Cái này là đổi nhà đem lên. Đổi nhà đem lên nha. Thầy, đó. Thầy test thử âm thanh đi thầy. Đó. Được à, được. Con mấy cờ ra mà con mấy con mấy gì đấy. Ổn. Quá ổn luôn. Ổn không? Được, không có song lan có cái này chơi cũng được. Chơi cũng giống được như là chơi thằng là có nhiều, chơi nhiều. Chơi nhiều. Hy vọng là các em học trò sẽ tin tưởng vào cái sự dẫn dắt nhịp lối của thầy. Hy vọng là thầy đừng có quên nhịp, thầy đừng có sai nhịp cho thầy. Và hy vọng quý khán giả sẽ luôn ủng hộ cho nhóm The Beat. Và chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của nhóm nào. Nhóm The Beat thử thách ứng biến. Nhóm phải kêu lô tô bằng âm thanh phát ra từ những đồ vật có sẵn trong nhà để mang đến niềm vui, sự thích thú cho ba người già khó tính và những ly xì mang về. Đạo cụ cho sẵn, son, nồi, muỗng, đũa. Thử thách ứng biến nhóm The Beat bắt đầu. Dạ, xin chào tất cả bà con. Tôi lại phải nhắc lại một lần nữa, đây là cái xóm Tam Tấu. Tôi là ông già, bên đây là bà già, còn bên kia là em. Bà già là bà gì? Dạ. Và để nói tiếp cái phần giới thiệu rất nhạt nhẽo vừa rồi, thì tôi xin mời quý vị bà con hãy cùng nhau đón xem cái sự việc gì sẽ xảy ra tại cái xóm Tam Tấu này. Và chào mừng tiếp theo. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dán đâu ra cái này về vậy? Trời ơi, đi mua đó. Mua hả? Trời ơi, tụi nó bán sale cuối năm nè. Trời ơi. Tụi nó bây giờ hay lắm, có cái này với cái này thôi. Ừ. Gắn cái nhạc mà Bluetooth vô là ca được rồi. Hay vậy trời. Vui lắm. Tết thì có cái còi hát vui nè. Có cái để mình chơi, mình ca hát vui. Alo. Hát lớn lên rồi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai làm cái gì mà sùm mới sáng sớm Tết nhất tới nơi à? Cái gì vậy? Em sao em ngộ quá hả? Người ta ca hát cho nó vui đầu năm chứ cái gì mà la vậy? Ủa, Tết đâu phải để ca hát, là để yên tĩnh, để nghỉ ngơi. Bà nghỉ cả năm trời, bà không thích hả? Tự nhiên cái Tết yên tĩnh, nghỉ ngơi. Thôi đi tu đi. Ừ. Tự nhiên Tết cho vui kêu yên tĩnh, nghỉ ngơi. Ủa? Mới mua cái loa hả? Cái loa đó. Mua loa chi vậy? Tết nhất hát trong shop mình làm sân khấu rồi cho nó vui. Ừ. Rồi có ai biết hát đâu mà vui không vui. Trời đất ơi, ca hát cho nó vui chứ đúng rồi. Không? Giới thiệu đi, làm MC rồi đi. Rồi, để tôi giới thiệu nha. Giới thiệu đi. Dân giả kính thưa tất cả bà con. Nghe, MC bị dư đó. Mình dân mình bỏ dạ, dạ bỏ dân đi. Dân giả là cái gì? Si gì kỳ vậy? Dân kính thưa quý vị khán giả. Dạ. Dân gì? Hả? Không ai hỏi gì cũng dân. Dân cũng quả cũng nhà không hả? MC mà nóng tánh quá à. MC người ta phải vững vàng lên. Bị chửi riết là quen, hiểu không? Có gì đâu mà dễ bộ. Đứng ra làm. Thôi tôi làm chi? Hát luôn cho làm chi? Và bây giờ tôi xin hát một ca khúc rất là sôi động. Baby say yeah. 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 Dục luôn đi. Không có nghe. Yeah yeah mà không có nghe. Đứng luôn. Tao nói rồi, cái micro để bình thường hát đi. Lắc 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 cái micro nhức đầu nó im luôn rồi. Mà đi ăn micro là nhức đầu. Chứ sao? Micro nó nhức răng thôi. Nhức răng hay không? Ừ. Mệt quá à. Tôi coi coi nè. Alo, alo. Ủa được rồi nè. Nghe không? Nghe. Sao chị hát nó bị tắt vậy cưng? Thì bà nạt quá, nước văng vô nghẹt cái lỗ sao nghe. Vậy em đừng có hát. Em đâu có vật cản đâu, nó văng đâu dữ lắm. Bớt soi mối hàm răng của em lại đi. Sao vậy? Em quá mệt mỏi rồi. Chứ cái hàm răng em nó có cản được nước không? Cản được sống cản. Ở dòng cánh cung gì nước đâu có văng vô được. Trời ơi, răng em như sinh hấu cầu vòng với em. Trời đất ơi. Trời ơi. Thì chỉ cánh cung nước đâu văng được micro vô ướt áo bà hết rồi. Bây giờ khai thác hàm răng. Những cái sao đừng nói tới nó nữa. Không nói tới nó không có vui. Làm ơn phải biết sáng tạo đi chứ. Không thích
Thôi mệt mấy bà quá. Giờ ca nhất tới nơi nè. Giờ vô quảng cáo ca, nha. Tôi ca. Em gái tôi sẽ ca một ca khúc sôi động. Vô. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Vẫn là con trai cũng chưa yêu ai một lần nào. Mà đánh đâu đây? Tôi điên à? Sao vậy? Cái phận làm gái yêu ai, cái phận làm trai cũng yêu ai luôn à? Chứ sao? Hát cái gì tầm bậy tầm bạ, hát chế lời bậy bạ vậy. Chị hát đúng là hát sao bà hát coi. Mệt hai bà quá đó. Gì cũng được chứ để tôi làm cho. Thôi làm chi nữa, bây giờ kêu ai vô làm đi, tụi mình làm nó không có ra cái gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ Tết nhất phải chơi cái gì? Chơi cái gì đi chứ. Trời ơi, cái trò gì mà Tết nhất ông bà già trẻ lớn bé ngồi xếp bàn xuống đất kìa nè, mà lấy mấy cái tờ à, lô gì? Lô đề hả? Tụi mày bắt bà giờ ra. Chứ chơi gì? Lô hội. Ủa là lấy da đam quăng vô mặt nhau chơi vậy đó hả? Không, lô hội là kêu cái hội chơi lô tô á. Ai chơi lô tô? Lô tô. Ê mà chơi lô tô là sao? Chơi sao? Lô tô là ơi mà chơi lô tô nó cũng buồn chán lắm nghe, tự nhiên cái hả móc ra 32 ca kinh 45 kinh 67 kinh chưa kinh tôi ngủ rồi. Lấy nguyên bình hồng dưa ra đặt lấy ăn hết bình hồng dưa chưa kinh luôn. Kêu lô tô này đó muốn vui á là phải có người mà em cũng chơi không có được nữa, em để trong Google là pạc không biết chỗ nào kinh luôn. Thôi mệt quá. Rồi bây giờ dìm nhau đủ chưa? Chị em thích ghẹo nhau chơi vậy mà không có vui luôn á. Cái gì bây giờ nè, kêu lô tô nó con số ra trước đó phải hát mấy câu nó mới sơ. Hiểu rồi không? Tôi nói nghe nè, bây giờ tôi biết cái một cái nhóm này ở đâu nữa? Ở trên xóm trên. Ở xóm ngộ ha, sao mấy người tài ở trên xóm trên không à? Cái xóm này quái cũng dị dở không à? Tại vì nó quy định vậy á. Kỳ quá ha. Ở trên xóm trên mới có người hiểu không? Bây giờ cái nhóm nó nhỏ vậy nè, mà tôi nghe nó hát lô tô vui dữ lắm. Hả không? Nó dễ thương, nó đáng yêu dữ lắm. Dạ, bây giờ kêu nó vô đây đi. Kêu vô đây thì nó hát vui, mình cho nó tiền lì xì. Đúng rồi. Nó bao lì xì nhiều lắm. Kêu mà nha. Mình nhưng vô mà đây là mình phải làm họ đó. Vô. Họ báo vô rồi kìa. Ủa, em nghe ai mới điện thoại lên kêu đàn lô tô tụi nhỏ. Ở đây. Ở đây hả? Trời đất ơi mừng quá, Tết nhất tụi nó đang ế xô. Ta cần cái chỗ mà làm kiếm tiền. Để ăn Tết. Rồi kêu vô đi. Kêu lô tô được không? Kêu vô. Mấy đứa. Dạ. Vô. Đâu quá lâu rồi tay xôi, không được chắc này ai theo. Đi đâu cũng chỉ một mình, không khác gì cây hoa héo. Xuân hạ thu đông trôi qua, mùa nào cũng không ai theo. Không phải tôi không cố gắng, mới đợi trước giờ cố gắng cây theo. Thôi nghe nè, hát lô tô đi đánh giặc vậy. Tôi đông quá vậy trời. Có tiền đâu trả ba. Không trả một cục thôi, bây giờ nguyên đoàn này chỉ cần một số tiền duy nhất thôi. Cho một đứa một thôi. Đỡ tốn tiền. Không có, đừng có nói vậy, còn mấy đứa nữa. Tự nhiên vô hát bài đó vậy. Trời ơi, con đi đâu con diễn show gì thì con cũng phải biết được nắm cái rõ cái hoàn cảnh quy định của những người ở đó. Đến. Bắt người này ế chổng ế chê mày hát bài ế vô chết người ta. Trời ơi. Đúng rồi. Forever forever long. Forever 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 long. Đánh đi. Hát gì tới trước mắt đi lụm lon không à. Hát cái gì vậy? Mày hát bài nào tao có chồng coi. Hát cái gì lụm lon? Cái lụm lon là gì vậy? Dạ, cái đó là Forever Alone có nghĩa là cô đơn á chứ. Rồi bây giờ kêu đi, cho mày bóc lô tô vô kêu. Đi, kêu số đi. Bây giờ chuẩn bị à. Kêu lô tô, lấy đồ nghề ra, Dạ. Ngồi coi, có phát giấy rồi không? Có luôn cho bà nè, cho bà cái ghế nè. Cho mượn cái loa luôn. Cho hát đi. Dạ. Cái micro nè con. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi. Đưa cái con số coi. Đưa cái giấy dò đi. Đưa cái giấy dò đó. Rồi giấy dò. Có phát ở dưới luôn không? Phát luôn. Đi đâu mà dò mà vàng mà dắp phải đám mà hoàng phải dây dừng chân đứng lại ở đây mua một tấm vé chứ có 3.000, 3.000 một tấm vé vô luôn mà con. Bác ơi. Vô mời chị luôn. Mời anh luôn. Nó nghe. Con đầu sủ sủ đó đâu nó vô đòn hồi nào vậy? Trời ơi mặc đồ cùng màu. Đâu dính mà, luôn. Đào đâu mà sủ dữ vậy ba. Rồi tiếng đào nào tôi thôi mấy đứa ơi. Chân tờ. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi, kêu đi. Rồi kêu đi. Rồi chuẩn bị mấy đứa ơi. Vô. Vô. Vô là vô là vô là vô. Vô là vô. Vậy là đâu rồi nè. Không đâu. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Con năm mười ba.
46 con số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu mà anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào. Thôi nè, nói nghe nè, lấy cái đồ vô, lấy đồ nghề mình gõ đi cho nó lẹ đi, lấy đồ nghề đó. Rồi chơi chơi luôn đi. Lấy đồ nghề ra gõ lẹ lên kêu. Mày lẹ đi, tao kinh sổ bây giờ à. Lẹ lên nè, chuẩn bị nè. Vô lại nè. Cái này có cái nhạc lô tô nó mới sơm á. Vô. Bốn gì đây con, bốn gì đây con, bốn gì đây. Bốn gì đây. Bốn gì đây, bốn gì đây. Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung, quỷ đức dây thùng tuột quần trái, chú là con số 4, con số 4, con số 4. Tao kêu 46, nó kêu số 4. Ồ, 4, 16. Tới đứa khác ra đây. 46, 46. Số gì đây, vô kia con 46. Số gì đây, số gì đây. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây. Nhắm mắt mờ màng anh không muốn tiền mà cho ông nói đầu này. Trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mong lúc đưa một trận đùa, anh đưa tay lúc nữa thôi. Chắc ai bây giờ đây, chúng ta không thuộc về nhau. 46. Trời ơi, chúc mừng tụi con có thể loại mà tụng kinh bằng lô tô nữa, hay quá ha. Nghe cái muốn sám hối liền mày ơi. Sao hay quá, kêu tiếp đi. Thôi bây giờ nè, bây giờ tôi nói gì nè, bây giờ cho nó hát cái bài nó nghỉ đi. Bây giờ tôi không muốn hát gì, tôi hát, hát đi. Miễn có số thôi. Miễn có số thôi. Hát đi, nhạc lên. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Từ Bắc vô Nam nổi lại chiến xa, ta đi vòng tay lớn ai để nối sơn hà. Từ Bắc vô Nam này là nơi đẹp, ngóng ngóng như bão tố quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối lên một con Việt Nam, còn số 8, còn số 8, còn số 8. Quá vô, tiếp tục. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Vô vô vô. Số gì đây, số gì đây. Vô. Còn số 9. Trời ơi. Số 9 nè. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Số gì đây. 15, 20, 30. Vừa đúng 30 số, 30 số, 30. Tao là ác chứ, tao là ác chứ. Vô vô vô. Ý dọc, ý dọc. Số 1. Con mấy gì ra, con mấy gì ra, con số 3. Quánh ra đây, quánh ra đây. Trời ơi, hát cái gì kỳ cục vậy? Hát vậy cũng phải đặt làm lễ để dung. Bây giờ có giò không? Ai chính chưa? Chưa đâu, bây giờ hát cái gì đây, số gì đây, con số gì đây. Tấm thiệp mời trên bàn, tên dáng địa điểm rõ ràng. Lại một đám mừng ngờ trong làng, ngồi tờ cũng dường thấy hoàng màng. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ai có chân cái tới và chè đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tương phục, mà lòng cay cay cay. Con số 7, con số 7, con số 7. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi. Hay để chắc chắn anh hay nói cho em mình muốn gì. Và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5, anh có đánh đôi nhịp nào không? Con số 4, con số 4, con số 4. Cái gì vậy? Tập tành biết bao nhiêu lâu, đánh rơi nhịp nào không, phải là con số 0 hoặc là con số 10 không, hay là con 1 không chứ sao hay số 4. 1, 2, 3, 5 đánh rơi nhịp nào. Số 4. Số 4. Con số 4. Con số 4 còn gì đây, con số gì đây. Ai ai ai. Số gì đây. Hay không anh đi. Chúng xin chúc mong đầu đêm quá chú ơi. Xin em đứng một mình cũng xin. Con số 9 là con số 9. Dưỡng bồng con lên non mà hai cái. Anh nắm thương nàng thuận gái mồ coi là con số 1 thôi. Hay quá. Số 1 rồi cười ra mà con hay. Còn mấy cái gì đây? Còn số nữa không? Còn số nào còn không? Còn số, còn số. Còn hò, hò. Cái gì vậy? Để tao. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Vô. Hò.
chết thằng DJ luôn. Thương nhà mây núi cũng chèo, mây sông cũng lội, mây đèo cũng qua. Con số ba. Quay ngược thời gian chờ với túi thơ, lòng nhau ngoài mưa lắm nào đầy buồn. Hay quá. Đó, hình như con hát sai lời. Mày tào lao à mày. Nó nghe nè, nó nghe nè, ý kiến. Bước ra đây. Bước ra đây. Nhìn mặt hai đứa bay quen lắm. Thế cái gì mà được mấy trăm triệu phải không? Tao kiếm tiền vậy rồi sao bụng là gì mày? Giờ mày làm sao tao cười coi. Trời ơi đơn giản quá mà kêu cười coi. Tụi bay làm sao hai cái mặt tao cười đi, tao cho tiền. Tao lì xì keo đầy cười là mất tiền. Nào bây giờ diễu chị cho cười coi. Hai ba coi. Giọng này dễ rớt lắm đó con. Thử đi con. Hai đứa bay diễn kịch đi. Diễn đi. Kịch thiếu nhi đi. Hả, diễu đi. Anh nhớ cái bài song tấu bữa trước không? Đó, nhớ. Anh nhớ không? Anh là cô quét bài khăn đỏ, em là con sói đó. Nhanh lên đi anh, nhanh lên đi. À, em là cô bé quàng khăn đỏ, em đang tung tăng trong rừng. Ai đây? Sói BD. Trời đất ơi, trời ơi trời. Cái gì tự nhiên? Chưa? Cái gì tự nhiên? Cái ta nói BD cái mặt cười cho bà. Ông ta tự nhiên nhục mình cái cười. Trời đất ơi. Thôi lấy tiền ra cho nó luôn đi chứ sao vậy? Thôi, vui quá trời vui rồi, tới đầu năm hai lì xì đi tụi con. Rồi, rồi, rồi. Khoan, khoan. Trời ơi, để tôi nói rõ ràng. Ở đây đó, các bao lì xì nó có mệnh giá từ 1 triệu cho tới 5 triệu. Nhưng mà chỉ được bóc một lần duy nhất thôi. Hên xui, nghe không? Không nói kỹ lại bất trụi cây mai luôn rồi. Trời đất ơi. Rồi bây giờ vô đây nè. Một đứa bóc thôi. Đại diện một người. Xí xí, đứa nào có tạm trú tạm vắng đứa đó bóc phải không? Không có biết đâu viên đâu kia nó kiếm. Dạ hả? Bóc đứa nào? Đứa nào già nhất bóc đi. Đứa nào già nhất kìa. Ừ đúng rồi, để Ngọc Anh bóc đi. Nhỏ rồi, nhất đó, dạ ca cho con bé nó bóc nè. Năm đứa mà có 10.000 kỳ lắm cả con. Rồi. Nó quánh đó. Chơi đi con. Bóc. Hồi hộp quá. Bình bích. Đó đừng có lựa xa quá. Dạ cả tèm nhèm. Có bọc chưa bỏ tiền nữa nha con. Lấy đi rồi thôi. Rồi. Hồi hộp lên nặng lên con đâu. Xuống mày. Trời ơi. Lên đây luôn. Xuống mày. Xuống mày. Nặng ra. Bóc lên. Bao nhiêu? 5 triệu. Cái vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Có âm nữa đó nha, nhiều khi âm là thối ngược lên tụi tao đó. Ủa sao trang giấy trắng vậy? Trời ơi, 5 triệu. Giỏi. Hay quá, trời ơi, giỏi quá. Không, sao nói chung là cái lô tô mà đủ thể loại vậy là chịu à mày. Cảm ơn tụi con đi vô lãnh tiền nha. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho tình huống ứng biến của nhóm The Beast. Phải nói là rất mệt cho ông thầy. Tội nghiệp quá đi á, mà các con đã hoàn thành xuất sắc ha. Đó thì cái thử thách mình dành cho đội The Beast không có khó như các đội khác. Thì chỉ việc ca lô tô thôi thì bắt đầu mình thấy các bạn ca giống như hết rồi, đuối rồi thì bắt đầu mình kết thúc để cho các bạn được cái phần thưởng. Và cuối cùng là may mắn đội đó lại được một cái phần thưởng quá cao. Đúng không? 5 triệu. Đó là cái số tiền 5 triệu đồng là cái phần thưởng cao nhất trong cái phần lì xì của ba ông bà này dành tặng cho các thí sinh. Nhưng mà thật sự thì đội đó cũng có đem lại tiếng cười cho khán giả. Đúng rồi. Rất là gây một không khí rất là náo nhiệt. Đúng vậy. Chị Vũ ca, chị cười quá nè, chị thấy người ta hát lô tô hay không chị? Nói chung là sau cái tiết mục ứng biến của The Beast thì Vũ ca đã kiếm được một vài đứa em. Điển hình như cái bạn áo xanh này nè. Sao em hát những cái điệu nhạc mà người ta chưa đi tới vậy em? Thôi mình chị Vũ ca đi tới. Trời ơi, chung chị, với mày có một mình chị đi tới thôi mà bây giờ là chị cảm thấy chị trùng sống với em rồi đó. Thì thật sự các bạn cũng rất là duyên dáng, kêu lô tô theo nhạc trẻ rồi kêu lô tô theo nhạc xưa rồi một lát là ha bí quá kêu lô tô tụng kinh luôn đó, đổ ha rồi đó. Các bạn rất là dễ thương, mỗi lần các bạn hát á Vũ ca cảm thấy bị mệt tim quá, chờ coi có số không. Và Vũ ca mệt ở đây một thì ở trên đó là anh Nhật anh mệt 10 gấp 10, thấy cái mặt anh căng thẳng mà thấy rõ luôn á. Mỗi lần mà các bạn chưa có bài hát á là cái mặt anh bắt đầu căng, kiếm gì nè, kiếm có đứa nào hát được không, cái có một bạn cất giọng lên, cái bắt đầu anh cười, anh nhả ra anh cười, cái xong cái
tới một bạn nào không có bài hát, cái bắt đầu mặt anh căng anh tìm nè, nhìn rất là thấy thương cái hình ảnh một người thầy lo cho nguyên một nhóm học trò như vậy. Cái may mắn như là về những cái bài hát thì tất cả những bạn nhỏ nghe nhiều, hỏi những bạn trẻ bây giờ thì nghe nhạc rất là nhiều, đặc biệt những cái bài mới. Thì nhiệm vụ của Nhật thì khi mà biết được là mình phải lên làm chủ đề vậy thì mình sau lại thành những cái con số để cho các bé có tự tin. Cứ lên sân khấu thì đọc cho các bạn, bạn này lấy một số bài này, bạn có một số bài kia. Thì tự nhiên lên sân khấu thì tất cả các bạn rất là sung. Một điều Nhật cũng hơi bất ngờ là các bạn tự tin với cái phần của các bạn nhỏ. Đó là nhìn Nhật thấy vậy, nhưng Nhật cũng rất là vui. Các bạn đã hoàn thành tiết mục ứng biến một cách rất là dễ thương rồi, Buka cảm thấy rất là thích. Xin cảm ơn Buka rất nhiều ạ. Nói về cái sự mà ứng biến trên sân khấu ha, mà nhảy múa mà có thể hát được đó, chắc phải hỏi anh Dương Lâm Đồng Nai quá à. Anh ơi, sao anh? Anh Lâm có cảm giác như là đang trở về họp lớp mà ăn liên quan á. Mấy đứa vui với sợ. Nhưng những cái tàu dòng trước á là Minh Nhật là người cầm cái vở kịch, mà ngày hôm nay là mấy em là cầm là cứu ông không nha. Tôi không thấy ông hát cái gì, toàn là mấy em hát không. Chưa kịp tới cho thầy nó dành hết trơn á. Đây là một cái kỷ niệm rất là đẹp đó. Mình vừa đi học mà vừa có một cái sân chơi như vậy. Anh nghĩ là đây cái kỷ niệm khó quên của tụi mình đúng không? Vậy hết rồi đó. Làm rất nhiều, rất gắn gọn và xúc tích. Chị Nam Thư, hồi nãy em thấy chị nhăn, chị sợ lắm đúng không? Chị thấy hoảng loạn trên sân khấu mà một hồi em thấy chị nhảy, chị ơi, chị mất nét luôn. Một hồi là chị bắt đầu ngồi dò số luôn á. Đúng rồi. Tại vì nè, Thư, cô Thư cũng đã từng thi cái lô tô này rồi, cô Thư biết. Lúc mà cô Thư tập cái đòi nợ lô tô, cô Thư khóc quá vậy khóc luôn, hát không được. Thi chung với Tú nè, hát xong Tú nói trời ơi, bá cái gì ghê quá. Khóc quá vậy khóc, tại sao nó phải nhịp nó dễ sợ lắm. Hiểu không? Thực sự phải chú ý cái điều này. Mai mốt á, một cái tình huống ứng biến một lần nào nữa nên mình phải quan sát thầy. Thầy lúc nào cũng phải giật mấy đứa hết trơn á. Tụi con bị sung á, tụi con bị cuốn theo khán giả, bị cuốn theo mọi người xung quanh á. Tại mọi người đang la ó, vui quá. La, bắt đầu đứa này hát câu, bắt đầu đứa kia hát câu, bắt đầu nó chồng. Nhưng mà thực sự hỏi là giỏi không? Giỏi. Mấy con hát lô tô rất trẻ, rất mới, chỉ có thầy con hơi cũ giống như cô thôi, là hát bài cũ thôi, chứ tụi con hát những cái bài rất mới vợ người ta này, hát dễ thương vô cùng. Thực sự là cô Hương phải khen rất là giỏi. Vì sao? Tụi con ra cái sân này là tụi con biết là tụi con bất chấp, không biết nữa, bây giờ một sống hai chết, và phần thưởng dành tụi con quá xứng đáng, 5 triệu cầm về xài. Xin cảm ơn Nam Thư rất nhiều ạ. Câu cuối cùng nè. Lai động. Ông thầy thì không dám nói tới rồi. Bữa nay là chú Diệp Tiên làm khó tụi con. Tại vì cái kêu lô tô này á, là nó khó lắm. Giống như là cô Nam Thư vừa mới nói đó. Cái kêu lô tô nó phải thật là duyên dáng. Cái trò mà kêu lô tô này là nhiều nhóm làm lắm rồi. Rất nhiều nhóm làm và người ta làm rất duyên dáng. Mà các con hôm nay may mắn một điều là các con đem những cái bài mới ra. Các con làm với cái sự hồn nhiên của các con. Thành ra nó đem lại được tiếng cười cho khán giả, và khán giả cũng thương các con. Mình phải đừng có rối, hồi nãy tụi con bị rối quá. Giống như từng số một, bạn nào nắm một số nào đó thì tới số đó thì bạn đó ra và diễn cái số đó thôi. Còn các con rối quá, thành ra chú dưới này chú cũng không theo dõi kịp các con. Và cái tiếng cười đó nó không có sự nhấn nhá. Ví dụ vậy đi, ví dụ như mình phải có những cái như thế này. Ví dụ như là từng bước thăm, từng bước chân âm thầm, con số 5, ví dụ vậy. Câu đầu, câu cuối thôi, rồi mình vô một con số. Nghĩa là mình phải nhấn nó thì khán giả người ta mới vui, người ta mới theo kịp. Kêu lô tô này ở đây chú biết có một người kêu rất hay, Dương Lâm, làm thử câu coi. Đêm chia tay chiều chủ nhật, qua phố chờ bông nghe tiếng sét rầm 25. Đó. Con thấy không? Mình phải tạo được những cái bất ngờ như vậy. Người ta đang theo cái bài nhạc, mình cho một cái câu khác vô thì ra con số như vậy, người ta mới cười được, mới tạo được tiếng cười được. Đó là một những cách mà kêu lô tô có hiệu quả nhất. Tụi con học hỏi nha. Dạ. Ok, cảm ơn tụi con. Đây là ứng biến. Dạ, đúng. Tới đây mới biết trước cách khoảng mấy phút khi tụi em diễn, có đúng không? Dạ. Thành ra em xin Ba Sơn ở chỗ này là có thể nhìn thoáng hơn một chút. Vì ra tới đây các em mới suy nghĩ, thì cái điều đó chưa chắc cái hàng ngũ này ngồi mà có thể làm được chuyện đó. Vì cọ sát với sân khấu với khán giả chưa nhiều, mà tụi em phải hoạt động một lúc hai ba thứ, phải nghĩ bài ca và phải nghĩ cái lời để cho nó ra số, thì cái điều đó nó không có dễ. Và hồi nãy đó cô Oanh thấy rằng là đúng là có bát nháo có, nhưng cô khen ở cái chỗ này là các con có nhấn nhá, và từng thành phần khi đã nghĩ được cái gì bước ra có nhấn nhá. Cái điều đó là một cái bước tiến cho cái so với cái số hôm trước. Đây mới là cái tài năng hay không, có hay không, thông minh hay không, nhạy bén hay không, và có cái vốn hay không. Thì rõ ràng là các con có, không thua gì các anh chị. Còn hồi nãy ông thầy có một cái chiêu nhấn có,
nín. Còn số 9 còn, số 9 còn, số 9 có. Rồi thông minh ở chỗ là nghe lắm lem đầy bùng. Chết rồi, con lộn rồi, con lộn không có cái gì sai rồi. Đó cũng là cái cười. Tại vì cái lô tô mình có thể sai chút mình nhận. Và cái duyên nó nằm ở chỗ đó không sao cả. Mình làm bộ lấp liếm nó đi, thì cái đó tụi con cũng ứng biến được luôn. Vì dòng này là dòng ứng biến mà, như vậy trong một lúc mà phải hoạt động 2-3 thứ trong cái đầu là đã giỏi rồi. Thành ra ngày hôm nay so với tiết mục như vậy là hay rồi. Chủ tặng. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Oanh đã cho những nhận xét để khích lệ tinh thần của nhóm The Beat. Khó một điểm là tất cả các bạn phải ứng biến bởi những cái, thứ nhất là bản năng hoặc là những cái kinh nghiệm các bạn đã có trước để tất cả các bạn có thể ứng biến được những cái tình huống trên sân khấu. Một phút thì mình suy nghĩ chớp tắt nó chỉ có 1-2 tình huống để tạo tiếng cười và nó đúng với cái tình huống mà được ban giám khảo đưa ra. Nhưng mà bây giờ nó là một rất là dài hơi. Mà dài hơi như vậy thì tất cả các bạn phải cần có một cái tâm lý vững. Thì tất cả các bạn nhỏ đều lên, đều rất là sung và gần như là bạn nào cũng rất là tự tin với bản thân của mình. Đó là điều rất là vui. Các bạn đã trưởng thành nhiều hơn so qua từng dòng của Cựu Sinh Việt Tư Lâm Hội. Chương trình Cựu Sinh Việt Tiết Lâm Hội 2017 cho đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Còn bây giờ anh Tú và Khá Như xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay, trong tập 6 của Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội 2017, lượt thi đấu cuối cùng sẽ là màn tranh tài của hai nhóm với chủ đề Bolero. Nhóm The Beat với những cảm xúc ngây thơ tuổi học trò. Nhớ khi xưa là nhau, chung một đường kẻ chướng người sau. Nhóm Hey Man cùng những bí ẩn mã quái của một rạp hát bỏ hoang. Thành phố buồn, nhớ không em? Ngày chủ nhật ngày của đôi mình. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Lạc quá ha. Ủa chưa có hát xong mà. Chiều quanh có nguyên gốc thông già. Nhìn bên đây ôi cái môi trẻ. Cùng phần thử thách tăng cường với diễn viên Dương Lâm, liệu The Beat có lấy lại được phong độ khi đứng trước một đối thủ quá mạnh như Hey Man? Nhóm nào sẽ giành lấy được phần thưởng 5 triệu cuối cùng? Kết quả phụ thuộc vào số điểm của giám khảo Kiều Anh và giám khảo Vân Sơn. Ngoài ra là sự xuất hiện trở lại của diễn viên Gia Bảo, diễn viên Dương Lâm cùng hai mỹ nhân Nam Thư và Puka trên ghế ban bình luận. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long cùng công ty truyền thông Khang phối hợp sản xuất. Và bây giờ hãy đến với hội Tiểu Lâm của Cười Xuyên Biệt Tiểu Lâm Hội cùng MC Anh Tú. Chào mừng quý khán giả đến với phòng đặt cược và đây là nhóm The Beat. Nhóm The Beat với vòng này chủ đề Bolero. Theo em nha, theo cá nhân quan điểm của em nha, chủ đề Bolero là dòng nhạc này là dành cho người lớn. Về chủ đề tình yêu nè, chủ đề số phận nè, chủ đề con người nè, phận làm con gái chỉ một lần yêu ai nè, đó. Không có phận làm con nít. Mà bây giờ nhóm làm sao để có được một cái tiểu phẩm mà kết hợp với âm nhạc Bolero? Thì thật ra là khi mà nghe nói là dòng thi Bolero thì đã sự hết sức là căng thẳng đối với nhóm. Bolero này là có một số bài về học trò, về mái trường. Đúng. Thì được nhờ bên chương trình cố vấn cho bên Nhật thì Nhật mới suy nghĩ ra một cái tiểu phẩm để phù hợp với lại tất cả các bé. Đó. Rất là bên chương trình. Mà em nghe đồ một cái vấn đề rất lớn là các bé đòi bỏ thi hả thầy? Hay sao thầy? Hay là thầy chịu không nổi các bé là thầy nói thôi thầy không làm ở đâu thầy nghỉ? Thật ra là gì nè, tại vì khi mà tập cho các bạn, thứ nhất cái thời gian của mình nó bị vướng các bạn đi học. Yeah. Không thấy tao tập ngày thường, chỉ tập vậy thứ bảy chủ nhật. Bây giờ khi các bạn lên sân khấu, các bạn bị chi phối rất là nhiều. Thì nói thì mình làm thì mình cũng bị bực. Yeah. Nói thì nhật phải rất là bực, đôi khi bực lắm nhưng mà nhìn tôi cũng tội. Dạ, nó rất là tội, tôi nói vừa phải làm xong kịch bản dưới đây và vừa phải hoàn thành tốt cái việc học ở trường. Đó là cũng là cái phương châm của nhóm, nó đi thi thì các bạn phải chịu áp lực đó. Em nghĩ là nhóm mình sẽ cực thời gian này và sau khi thời gian các bé thi xong mình sẽ thảnh thơi hơn. Lúc đó mình sẽ cho ra những cái tác phẩm nó khủng khiếp hơn nữa.
Nói chung là bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón tiết mục của The Beat và hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ nhóm chúng em nhé. The Beat. Nhau cứ lặng thầm chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu làng đổi hoa theo chồng nước mắt tôi rớt bên bờ sông đã không như là mơ nếu tình chờ gặp xin cứ làm ngơ. Người ta đi theo chồng thôi mà, làm gì khóc dữ vậy? Theo chồng mới khóc á. Không có người này thì mình có người khác. Chính xác. Ai đây? Tôi học sinh trường này. Hả? À, vậy bạn chính là học sinh mới. Ý, tại sao bạn lại nhuộm cái tóc này? Tại sao mày lại đạp chân tao? Xin lỗi mà. Thôi, đi qua bên này hết. Nè, nghe hỏi có người yêu chưa? Trời. Đó giờ tao chỉ tưởng mày có hứng thú với con gái, không lẽ trai mới lớn mày cũng có nhã hứng nữa hả? Khùng quá, mình phải hỏi nó có bồ chưa để mình cua bồ nó. Nước, tụi bay làm cái gì vậy? Tạo nét. Em người ta mới vô mà. Học lớp mấy? Tôi học lớp 12C. Hả? Xạo. Dạ. Trường này làm gì có lớp 12C? Cách đây mấy chục năm trời trường này có lớp 12C. Wow. Go. Trời, cái nhạc không phù hợp lứa tuổi. Ê, vậy bạn là hổn. Chú là hổn. Tao chưa nói gì luôn á. Lỡ tay. Vậy là chú học chung với cô Như. Đúng rồi, chú học chung với cô Như. Chú có phải là Minh Nhật? Đúng luôn. Thần tượng. Hồi xưa chú nổi tiếng nhất trường. Đúng, chuyện nhỏ. Chú chơi lấy bạch giỏi nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú chạy bộ hay nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú cô gái giỏi nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú học ngu nhất trường. Chuyện lớn. Cái tao gọi là học tài thi phận. Đừng có nhắc mấy chuyện đó con. Dạ, chú chỉ còn bí quyết được không chú? Bí quyết gì? Học ngu mà vẫn cua được gái. Mày nín luôn đi, mày nín luôn. Không cần nói chuyện. Mày bậy quá à. Cái cách cua gái của chú xưa rồi. Muốn học cách mới là phải học của anh Lâm Thắng. Ủa, Lâm Thắng là ai? Là người cua gái giỏi số 1 trường này. Phương châm của ảnh là cua không được lớp này thì mày hay sang lớp khác. Ai vừa nhắc đến tên tôi đó. Cha 18 tuổi, lóc xương trả già, lóc thịt trả mẹ. Có bán xí quách không? À không. Đang thèm xí quách luôn á. Ủa, làm vậy chi vậy? Tạo nét vậy thôi. Lâm Thắng. Đủ đi đứa. Ủa, hóa ra đây là bạn cùng lớp tụi con hả? Dạ. Sao già vậy con? Chú thôi đi. Rồi đã già mà chưa xác định giới tính nữa hả? Chú. Hả? Đó là nỗi khổ của con. Chuyện như thế nào? Bởi vì con học lớp 10 thì chỉ có 1 năm. Rồi. Mà học lớp 1 tới 10 năm. Hả? Ủa sao kỳ vậy con? Bởi vì con xác định
Lớp 1 là lớp đầu tiên chúng ta học. Đúng. Chúng ta phải học thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều để làm nền tảng cho các lớp sau. Hay. Rồi kết quả sao? Vẫn ngu. Sao học cho dữ mà vẫn ngu vậy con? Chú. Hả? Chị nó cũng không quan trọng đâu chú. Chuyện gia đình của con nó mới đầy bi kịch kìa. Chú biết không? Con đi học tới bây giờ, ba mẹ con cũng không hề đưa rước con lần nào. Nhưng cũng may là có một cô giáo dạy quá à, hằng ngày đưa rước con đi học về. Và thế là từ đó con và cô ấy nắm tay nhau trên đường tung tăng dưới các ngày tháng. Chú à. Và bỗng nhiên tôi gì? Tại sao đánh người ta vậy? Đánh ghen đó chú. Hả? Bạn trai cô giáo tưởng con cua cổ. Trời đất ơi, tội nghiệp thật nhỏ. Nhưng không sao đâu chú, nhờ những trận đòn roi vậy mà con đã có nhiều kinh nghiệm cua gái. Hả? Ê vô, hôm nay tụi tôi sẽ làm một bài rap để cua gái. Vô vô cùng nghe nè. Vô. 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 Đi vô, đi vô, đi vô. Đi vô. Đi vô. Đi vô, đi vô, đi vô. Ai ra. Đi ra. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra. Để em là acid, anh sẽ là bazer. Đến tình yêu bất ngờ mới trung hòa không kịp. Em thích làm acid, có vị chát, vị chua, nhưng hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, giống như làm rượu tông, cứ đi chạy long nhong đi tìm OH khác. Yo. Anh phải làm xúc tác để tách đường em ra, để dắt em về nhà xin lời bên hai họ. Em biết quỳ thành đỏ còn anh biết quỳ thành xanh. Hai chúng ta làm lành tình yêu ta mãi sáng. Vô, hay vô, 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 vô. À, trời ơi, hát không hiểu cái gì hết. Trời ơi, bây giờ cua gái là mình phải phong cách như vậy đó chú. Rồi có dính không? Không, bởi vậy con nói tụi nó rồi, nó không nghe, nó không hiểu được tâm lý của con gái. À. Con hiểu nè, đường ngắn nhất đến trái tim của con gái là con đường đi qua bao tử. Ồ. Từ xa nhìn thấy nàng, nàng nào cũng được. À, bạn gái con là Áo Quân. tôi cho đúng rồi, cho cây kẹo. ăn chung mà. Thôi tôi không có đòi quà. Có thích kẹo lắm luôn á. Thích có thích tôi không? Trời đợi nói thích tôi hôn là nó đi táp quách rồi. Không hiểu sao mỗi lần con gặp con gái là con bị cà lâm à. Con gặp con gái là con ngại à. Con gặp con gái là con run rẩy à. Con gặp gái là con bần thần. Con gặp con gái là con vỡ hoa. Con gặp con gái là con thích con trai à. Hey! Chú vẫn thắc mắc về giới tính bay ngang. Có, con giỡn với chú vậy thôi. À. Chứ người ta ý con nói là con là nhiều kinh nghiệm của gái. À. Chú thấy mặt con già không? Già đó. Già bởi vì rất nhiều kinh nghiệm. À. Chúng ta làm vấn đề gì chúng ta phải nghiên cứu kỹ vấn đề đó. Đúng. Muốn cô gái thì phải nghiên cứu coi con gái thích cái gì. Con gái thích cái gì? Cái gì cũng thích. Cái... Wow! À, đúng đúng, con gái cái gì cũng thích mà. Và đặc biệt họ rất thích nghe những lời ngọt ngào rót vào tai của họ. Đúng. Chính vì vậy con đường ngắn nhất đến trái tim của người con gái đó chính là đường. Đường gì? Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Gác lạnh về khuya cơn gió luôn. Chua chua chua. Mọi người ơi, mọi người vừa làm gì vậy? Miếng lạnh. Thôi đi, mọi người thôi đi. Trời, đã không vui mà còn hát dở nữa. Vậy là nói kinh nghiệm là kinh nghiệm ở đâu? Kinh nghiệm là đừng ai cua gái giống con. Thôi mấy đứa ơi, cứ như vậy hoài làm sao mà bày tỏ tình cảm với con gái người ta được. Nè, chú nói mấy con biết nha, cái tình cảm thời học trò là tình cảm đẹp nhất. Giống như chú vậy nè, cái thời xưa nha, mà người ta đồng ý á, cho chú xách giùm cái cặp đi tò tò phía sau lưng thôi, là ta nói em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về
rằng mai đây anh lại đến. Ước vọng cả một đời là mình mãi mãi có đôi. Trời ơi, tới bây giờ vẫn chưa xác định được nha. Khoan anh, chú hỏi cái này cái. Trời ơi, chú ơi. Con gái con đứa gì mà đứng đi đứng không có dịu dàng gì hết trơn à. Các con làm cô buồn hết sức. Cô ơi, tụi con xin lỗi cô đã làm cho cô buồn. Mà cô buồn là cô sẽ suy nghĩ. Đúng vậy, cô suy nghĩ nhiều lắm. Mà cô suy nghĩ là cô sẽ nhịn ăn. Cô nhịn ăn hoài. Mà cô nhịn ăn là cô sẽ đói. Đói lắm. Mà cô đói là cô sẽ bệnh. Bệnh hoài luôn con à. Mà cô bệnh thì kiểu nào cũng xấu quắc thôi. Cô sợ xấu lắm con à. Mời con về chỗ. Các con làm sao vậy? Nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hả? Bên đây hứa với cô mặc áo dài. Chụp kiểu áo dài đâu? Mặc áo dài nóng cô. Nóng em chứ đâu nóng cô. Cô mặc áo dài nhung mà cô vẫn thấy má. Ý con nói là mặc áo dài nóng ngực với mạng Xuân vậy cô. Xuân, một dạ. Tấm gương đạo đức các bạn cần noi theo. Xuân. Dạ. Hôm nay con mặc áo dài hả? Dạ. Con thích áo dài hả? Dạ. Tại sao nè? Tại vì con bị ép. Đó cô, bởi vậy con có ý kiến vậy nè cô. Mình chia ra hai phe đi. Một phe là đồng phục, một phe là áo dài chụp hình cho nó dễ. Chứ tụi con mặc áo dài gì nữa cô, nóng lắm. Chia phe đánh nhau hả? Chụp kỹ yếu mà. Bởi vậy nói sao tôi thiên vậy? Trong lớp này chỉ có một đứa làm vừa bụng tôi thôi. Ta lem. Ôi, ta... Cô không ăn. Đang nói chuyện với cô chủ nhiệm mời ăn cà rem là sao? Không, ý con là con Tà Lem đang đi vô kìa cô. Sao lại kêu bạn là Tà Lem? Người ta á, lọ dính trên mặt người ta gọi là Tèm Lem. Còn cái tà nó dơ hầy nên tụi con gọi là Tà Lem. Trời ơi, cha mẹ người ta đặt cái tên cho tụi con thay đổi vậy hả? Kêu như vậy bạn buồn. Không có được gọi vậy nghe chưa? Ngọc Anh, vô đây. Nãy gì con làm gì trống vậy? Dạ con ở trong lớp với chữ kiểu cho mấy bạn. Trời ơi, con làm cô nhớ hồi xưa á. Hồi xưa mỗi lần mà trường chụp kỷ yếu là lớp cô vẽ cái chữ kỷ yếu thiệt là đẹp luôn. Con biết ai vẽ không? Cô đúng không cô? Tất nhiên là không rồi bạn cô. Cười hết á. Khi bạn mình viết, mình ở bên mình cổ vũ chứ không phải mình bỏ ra ngoài. Thấy bạn không? Mặc áo dài đẹp không? Nhưng mà cô ơi, cái tà áo dài của nó thấy gớm. Xấu quắc à cô. Cái tà áo dài đâu mà lên tới đầu gối luôn á cô. Đúng rồi, áo dài là người ta phải may bằng lụa, bằng gấm mới đẹp đúng không? Đúng rồi. Cũ thì sao? Nhưng mà người ta mặc. Các con có đúng chưa? Chừng nào mình đúng á, mình hãy nhận xét người ta. Con đừng có buồn. Dạ con không sao đâu. Con không có già mới hả? Dạ con có. Sao không mặc? Tại vì áo dài này là của mẹ con để lại. Cô với mấy bạn biết không? Hồi đó mẹ con thích áo dài lắm. Con mới học tới lớp 9 à, mà mẹ đã may sẵn cho con hai bộ áo dài. Mẹ nói mẹ rất muốn nhìn thấy con gái mình mặc áo dài khi lên cấp 3. Mẹ còn hứa là mẹ sẽ nắm tay con, dẫn con tới trường, nhìn con mặc áo dài chụp hình kiểu với các bạn. Nhưng mà mẹ đợi không được. Không có sao hết á. Cô tin á, mẹ con dù ở đâu á cũng đang nhìn thấy con lớn từng ngày. Và mặc áo dài của mẹ may thiệt là đẹp, biết không? Dạ. Mấy bạn ơi, mình xin lỗi vì đã làm cho tập thể nữ lớp mình xấu đi. Không có xấu, không có gì phải xin lỗi hết á. Hồi xưa cô đi học, cô làm gì có áo dài đẹp như tụi con. Mặc áo dài cà tê vậy đó mà cô vẫn đi học đều. Chiều chiều tan trường về, cô vội vã dắt chiếc xe đạp của mình, tà áo dài bay bay trong gió. Ba bốn anh chạy theo. Sao cô? Lấy lộn xe đạp ta. Rồi sau đó cô vội vã chọn đúng chiếc xe đạp của mình, tà áo dài lại bay bay trong gió. Anh trai lại chạy theo. Sao cô? Ấy ơi, chưa trả tiền xe. Trả anh. Cô lại tiếp tục bay bay trong gió. Sao vậy? Ba chạy theo bà.
xời. Không có gì xời, mình tuổi học trò mình phải lo học đi chứ. Nhưng tuổi sao bắt tay về lớp học? Nhớ tôi không? Ông là ai tôi không biết ông. Ông đi về đi. 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây trôi bao năm, tưởng mình đã quên. Quên, không hề 10 năm luôn, mấy mươi năm rồi. Đâu có bài hát nào viết được mấy chục năm đâu. Đây nè, bà nhìn tôi đi. Mấy chục năm trời rồi, tôi già vậy bà nhận ra tôi không? Mấy chục năm rồi, ông già như vậy chứ có thành quỷ đâu mà không nhận ra. Bao nhiêu năm trời bà vẫn vậy ha. Trời đất ơi, hôm nay tôi về tôi nhìn thấy bà cái tự nhiên tôi thèm quá. Ê, nội yêu đâu xanh tính ăn thịt tôi hả? Hồi đó nhai nổi chứ giờ còn nú không sao ăn. Tôi nghe, tôi thèm là thèm cái gì? Tôi thèm thấy bà mặc lại cái tà áo dài học sinh như hồi xưa. Hồi xưa tôi mặc áo dài là đẹp nhất trường. Đúng rồi. Ai cũng thích hết. Đúng. Ai cũng mê hết. Đúng. Ông có mê không? Mê. Xạo đi. Mê tôi sao lấy con kia hả? Hồi xưa trong trường có hai đứa mặc áo dài đẹp, con Như với con Hạch. Đúng. Trời ơi, ông khen con Như mặc áo dài đẹp với là đẹp rồi, một ngày ông cưới con Hạch ông sống như Hạch. Đây nè, cái sự thật nó là như vậy. Bà không có hiểu tôi. Bà nhớ không? Cái hồi lúc mà tôi đỡ đứng tôi đợi bà trước cổng trường, tôi dắt chiếc xe đạp vậy nè. Cái tôi thấy bà ra, tôi kêu Như ơi, leo lên xe tôi chở đi. Lúc đó mình có hơi thích ảnh nên mình vội vã leo lên xe. Như ơi, mình đi xe đạp chứ đi mô tô. Ủa Như làm gì vậy? Đội nón bảo hiểm đó. Cái thời đó chưa có nón bảo hiểm. Yeah. Rồi tôi chở Như giữa hai hàng lá me bay. Gì vậy Như? Gió quá. Lúc đó không có gió. Dạ. Gì vậy Như? Đường dằn quá nè. Lúc đó đường không có dằn. Tôi có cái này tặng Như nè. Tặng tôi gì vậy? Áo dài. Sao tặng tôi áo dài? Tại vì tôi thấy con Hạch nó mặc áo dài mới hoài à, mà Như không có. Kêu tôi thấy tôi mới tặng cho Như áo dài mới. Áo dài mới đẹp mà. Ý chê tôi mặc áo dài cũ xấu đúng không? Đâu có đâu mà đẹp, áo dài mới đẹp hơn con Hạch, là con Hạch luôn. Đẹp. Thích đứa nào mà áo dài đẹp á thì đi theo đi. Tôi mặc áo dài cũ xấu kệ tôi. Về đây làm gì? Về đây là có nỗi niềm. Trời ơi tôi thèm bà ơi, ở bên nước ngoài tôi thèm lắm, tôi thèm bước vậy. Ui da cái gì vậy? Mở miệng ra cứ thèm như yêu rau xanh vậy đó. Trời ơi, tôi thèm thấy mình nữ sinh mặc áo dài, bên đó không ai mặc áo dài tôi coi hết trơn. Trời ơi, tôi về đây ha, tôi đứng trước cổng trường tôi ngồi tôi đợi thấy nữ sinh mặc áo dài. Có hai rước không? Ai rước? Xe bắt chó nhìn như cuốn không chủ. Không phải, ý là tôi diễn tả lại cái nỗi niềm của tôi, bà hiểu không? Mà tại sao tôi không thấy đứa nào mặc áo dài hết trơn vậy? Có còn đâu mà thấy. Tại sao vậy? Thì bây giờ á, tụi nó tuần mặc có 2 ngày hà. Mấy ngày còn lại á, cho phù hợp với cái môn học, cái tiết học của nó. Cho nên á, tụi nó được miễn mặc áo dài. Trời, nhưng tôi đợi một tuần có thấy đứa nào mặc áo dài đâu. Chắc rình ngay lớp tôi. Trời đất ơi, lớp bà sao kỳ vậy? Tôi không biết sao tụi nó không chịu mặc áo dài. Mà ông biết không, áo dài á là dù lớn hay nhỏ, dù trẻ hay già, ai mặc cũng đẹp kể cả tôi. Đúng. Nhưng mà dẹp ngay cái ánh mắt dè biểu, đôi môi phán xét của ông. Ý ông nói tôi già là tôi mặc đồ không đẹp đúng không? Xin lỗi ông, thời gian có qua như gió, cái gì có thì vẫn còn đây. Sông có cạn, núi có mòn, cái gì còn nó vẫn hiên ngang sừng sững. Rồi. Rồi bỏ xuống đi nè. Nhưng mà áo dài lúc nào cũng đẹp được chưa? Ê, nhưng mà có cái này tôi muốn nói với bà nè. Tại sao bà ngăn cản mấy đứa nhỏ nó bày tỏ tình cảm với nhau vậy? Còn nhỏ là học đi, yêu đương sớm. Bảy. Cái tình cảm hồi thời học trò là tình cảm đẹp nhất. Hồi đó bà nhớ không? Cái thời của mình, tụi mình yêu nhau trong sáng muốn chết. Nhưng mà bây giờ tụi nó hơn nhau trong tối đó. Nhưng mà bây giờ vậy nè, đây là lần ngày cuối cùng tụi nó gặp mặt nhau rồi. Bà cho nó bày tỏ tình cảm với nhau đi. Tình bạn cũng đẹp, đâu phải là tình yêu mới đẹp đâu. Tôi sợ tụi nó hả bày tỏ giống như ông với tôi hồi xưa không gặp nhau nữa. Đâu đây là không có đâu thiệt. Ông đừng có nói nữa, tôi còn giận cái áo dài. Đây, trời ơi, cái áo dài tôi có gửi lại cho bà. Tôi không có nghe. Kì có này muốn tặng cho Ngọc Anh. Cái gì vậy? Áo dài mới đó. Thích quá à, cảm ơn Kiệt. Còn mấy ngày cuối nữa à. Tôi... Ông có thích tôi không? Trả lời đi. Có, tôi thích bạn lắm. Tôi có... Tôi thích ông. Tôi cũng vậy. Yeah.
đây, đi ra đây với tôi. Đi ra đây không có gì. Thôi. Đúng rồi cô, ra đi ra cô. Đi, đếm 1 2 3 đi cô mới ra. Rồi đếm đi, đếm nè. 1 2 3. Ai tặng cô áo dài vậy cô? Tự cô đó. Cái gì vậy không biết nữa đây nè. Bao nhiêu năm trời rồi bà mặc vẫn mặc vừa cái áo dài tôi tặng. Hơi chờ cái chích. Các con thấy không? Trời, chịu mặc áo dài hết rồi hả? Dạ. Bữa nay là bữa cuối cùng chụp kỷ yếu. Ừ. Tôi được chụp chứ Trường. Đúng rồi. Tụi con thấy không? Ai mặc áo dài cũng đẹp hết á. Không, mình là người Việt Nam mà. Ai mặc áo dài cũng sẽ đẹp. Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố, những lúc buồn vui vui vơ nào đó, ánh mắt hồn nhiên vô tư dễ thương. Có tiếng hát vừa theo nhịp vui cùng gió thấp thoáng giọt sương, còn trên vòng lá tiếng nói được vui cùng bao nắng xuân đã về. Và hàng cây gió lay xôn xao tiếng cười hồn ai ngất ngây, tràn ngập trong gió những chiếc áo dài thương tha. Và mùa xuân đến mau mang thêm cùng gió những cơn mưa đầu, làm ướt trời. Đi đâu đây? Đi đâu đây? Con đi kiếm cô giáo dạy qua. Các bạn rất là trẻ, sung sức dữ lắm. Hôm nay rõ ràng nó là một cái màu rất là tươi, rất là mới, rất là trẻ trung. Nhắc cho người ta nhớ là một cái tình cảm học sinh, nó cũng là một cái tình cảm rất là đẹp, rất là dễ thương. Có nhiều cái tiếng cười hơn. Hy vọng nếu mà đi tiếp nữa thì chắc chắn mình sẽ còn trẻ trung và cứ cười, cười nhiều hơn nữa. Nha, cái mức độ hôm nay rất là dễ thương. Chúc mừng các em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Dạ. Thư biết là khi mà chọn kịch bản cho cái nhóm mình á thì Nhật rất là khó khăn đúng không? Mình không thể nào chọn những cái bản quá nặng hoặc là chọn kịch bản yêu đương, tại vì nó không phù hợp với lứa tuổi tụi em. Và thật sự hôm nay kịch bản Áo Dài Ơi chọn kịch bản này hoàn toàn chính xác, nhẹ nhàng, dễ thương, đúng lứa tuổi, đúng môi trường. Riêng bản thân Thư thì Thư thích kịch bản tuần đầu tiên hơn. Nó đau hơn, nó coi nó đã hơn. Yêu không? Nhưng mà không sao hết. Mong là Minh Nhật và các em ở đây sẽ có nhiều kịch bản hơn nữa đối với Thư hôm nay là like. Vâng, xin cảm ơn Nam Thư rất nhiều. Quanh đang gặp Nhật, chị đang gặp em. Và chị đã nói, Nhật ơi, nên lấy vấn đề thời sự nóng hổi nhất để mình làm ra. Hôm nay chị hơi tiếc, không phải là ngày tệ, nhưng chị biết là Nhật sẽ làm được và các em ở đây sẽ làm được. Vì đôi lúc em bị quên cái tính thời sự. Ở lứa tuổi nào cũng có những cái điều nhức nhối hết. Và hiện nay tệ nạn trên xã hội rất là nhiều ở lứa tuổi các em. Hiểu không Nhật? Trước đây em đã làm về vấn đề là nạn phá thai. Thì ngày hôm nay biết bao nhiêu cái bất công, biết bao nhiêu cái bạo lực học đường, những cái đó nó nhức nhối lắm. Tại sao em không nghĩ thêm? Đây là dòng bolero. Bolero thì hầu hết tất cả những bài hát của bolero đều nói về cái tình cảm của trai gái, và nó đều là cuộc chia ly là nhiều. Thì rất may mắn là có một số bài nói về mái trường, nói về thời học sinh. Dịnh như cái bolero thì em mới suy ra cái kịch bản, và em nói về cái tà áo dài. Thời nay mấy bạn không có mặc tà áo dài lại nữa. Tụi em phải cảm ơn Khải Như rất nhiều. Có những bài dân ca nhẹ nhàng em cũng có thể làm lên được. Có những cái điệu lý cũng được, chứ không nhất thiết là phải những bài bolero thực thụ. Chị chỉ góp ý nhỏ để còn dòng 4, dòng 5, dòng 6, dòng 7. Tuy nhiên, ngày hôm nay cái mặt trái không có, nhưng mà tụi em đã đưa một cái bộ mặt rất là đẹp của lứa tuổi học trò. Người ta xem sau cái tiết mục này, người ta sẽ thấy ô, trong cái xã hội này phát triển hiện đại bây giờ theo nhiều cái nhịp khác, hướng khác quá, mà tôi quên mất cái cốt lõi học sinh mặc áo dài và lứa tuổi này đẹp quá. Tại sao mình không sống đúng với lứa tuổi mình mà mình lại đi học những người lớn để làm những chuyện không hợp với lứa tuổi mình? Thành ra cái điều đó chị rất là hoan nghênh, rất là ủng hộ tụi em. Rất là cảm ơn tất cả những cái bạn khách mời vào trong cái vở kịch này. Các bạn đã mang lại tiếng cười rất là thoải mái. Chú nhìn thấy tất cả các em đây đều có khả năng, đều có cái niềm đam mê về sân khấu, về ngành hài hước.
Nhưng mà chỉ tiếc hôm nay là cái vở kịch nó không có một cái đất để cho các em diễn. Rất là nhiều khán giả người ta xem vở kịch này trở về thời tuổi thơ. Các em đã mang cái nụ cười thật nhẹ nhàng, thật ý nhị, thật đẹp cho cái vở kịch này. Nói gì thì nói, ở cái tuổi mà kêu bằng U20 như tụi em ở đây đó, cái thời mà của anh Sơn hay chị Kiều Anh mà ở cái tuổi như tụi em á, là chưa làm được như tụi em đâu. Vỗ tay cho tụi em cái đi, tụi em tốt quá. Tuy là các cháu ở đây không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà các cháu bước lên sân khấu, các cháu không có nghiệp dư chút xíu nào. Yeah. Vâng, và nhóm The Beat sẽ đối đầu với nhóm Hey Man, những chàng trai. Chào mừng quý vị khán giả đến với phòng đặt cược. Và đây là nhóm Hey Man, những chàng trai. Hey Man. Hey Man. Hey Man. Hey Man. Không, mấy anh đừng cố thể hiện vì em biết cái sự đồng đều nó không còn nữa rồi. Có. Nó còn sự thống nhất không anh? Lại nè. Hey Man. Cũng không đều. Chậm hơn nhịp. Thôi em nghĩ là cái trường hợp này thôi bỏ qua đi. Nhưng mà bây giờ mình, cái điều quan trọng là cái vòng này là cái vòng hài kịch cùng Bolero. Thì không biết là anh Nam và mọi người đã chuẩn bị gì chưa? Nói chung là chưa đó em. Chưa. Ủa là sao anh? Tại vì đơn giản thôi, Bolero không là sở trường của bốn người, cho nên gặp rất nhiều trục trặc và rất nhiều khó khăn. Anh nói vậy bậy. Anh là người hát rất hay, đặc biệt là dòng nhạc Bolero. Anh Nam cũng vậy, anh Long cũng vậy, ngay cả Quách Thành Nhân cũng vậy. Bốn người ai cũng hát hay hết. Anh không hề biết hát Bolero. Xây dựng tập rồi cái thấy bài nào hợp lý thì chêm vô thôi, chứ khó khăn quá. À, em hiểu cái dòng khó khăn. Tại Bolero đưa âm nhạc chứ rất là khó. Nhưng quan trọng là kịch bản tụi anh có chưa? Chưa luôn. Nói chung là tụi anh là hát Bolero cũng không hay. Diễn cũng không được giỏi đó, nên từ nay cũng không chưa có kịch bản. Ủa sao được anh, bây giờ là mình ra quay rồi. Không có nửa tiếng mình ra mình có thể ráp được một kịch bản mà, em lo gì. Trời, nhóm anh là đẳng cấp vậy luôn hả? Trời ơi, trên danh gọn lẹ mà trọng cười cười thôi. Mà cái đó là chuyện của nhóm anh có thua không thua cược nhóm anh chứ đâu có liếm nhé. Không, nhưng mà em cũng lo lắng. Lo gì, em lo được cái gì cho tụi anh? Anh không thấy em lo luôn á. Em thấy em lo được cái gì, em lo có tạo cái tiếng cười cho tụi anh được không? Không, không. Có ý được không? Ý, không. Ý Tú lo nghĩa là một lát mình thua cược á, tí đưa tiền cho mình, đưa tiền cho mình chung. Ta thì vậy, ta hãy đi, thì lo. Thua chung, ok. Thua chung, ăn tôi lấy rồi thua chú chung. Thì chú lo. Ok. Ok, ok. Từ đây em sẽ gọi là ba. Thiệt luôn. Không, nói chung cái khó khăn bây giờ là không, vẫn chưa có kịch bản. Nói riêng là có lo được cho tôi hay không? Vẫn chưa có kịch bản, vẫn chưa có gì hết. Mà dám đặt cược một số tiền rất lớn cho quý vị. Ok, dạ. Xin mời xem tiết mục của Hey Man, những chàng trai. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian. Dẫu là niềm vui cho những người nhiều tình yêu, càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng. Trai! Trai ơi! Trai ơi! Trai rồi! Trai ơi! Trai ơi! Trai ơi! Hùng ơi, Hùng. Hùng ơi, Quang Phí Hùng.
nhạc là nhạc Hoàng Phi Hồng. Mày tên Hoàng Phi Hùng, mắc mớ gì mày múa? Tao quên khuấy đi điều đó. Hey, Hùng, Hùng, Nguyễn Phi Hùng. Sáng em hôm nào tiếng giữa linh hồn khi câu chuyện mở hay. Ui da, cái người ta là Nguyễn Phi Hùng, còn của mày tên là Nguyễn Phi Hùng. Mày không có chữ G. Mỗi lần đi nhậu mày xui dễ sợ. Ê ê, Hùn cái mày đi luôn à. Nghe kia Hùn tao đi luôn là phải rồi. Không sao, mày gặp nhau là tốt rồi. Hùng. Cách đây 15 phút tao với mày xa vắng nhau. Bây giờ tao với mày gặp lại nhau rồi. Mừng quá. Hùng. Amen. Yeah. Chưa biết nè. Thì bây giờ nói nè. Người ta chưa biết mục đích mình vô đây làm cái gì hết. Mày biết không, ngày mai tao với mày thi cái cuộc thi là tiếng hát bolero. Ừ. Và bây giờ tao với mày vẫn chưa có bài thi. 4 năm đêm mà thức trắng là chưa suy nghĩ ra bài gì. Có nhớ không? Nhớ rồi. Đó. Mà cái cuộc thi đó đối với chúng ta rất là quan trọng. Đúng. Tao với mày phải nhất định chiến thắng trong cuộc thi này. Bởi vì sao? Tao với mày có chung một cảm xúc. Đúng. Chung một hoàn cảnh. Cuộc sống đô thành đã khiến em sai. Điều đó em luôn nghĩ là tương lai. Người ơi đừng nói xa vời, chỉ thêm ngậm ngùi thiên tha chôn vùi tình mồ côi. Cuộc sống đô thành chia rẽ đôi ta. Chẳng hề phôi phai, mà sao tình bỏ đi rồi. Cũng do ông trời cánh chia đôi mình, phải không em? Hay lắm, hát hay lắm. Hát hay lắm. Đúng. Hát nãy giờ người ta vẫn chưa biết mục đích mình vô đây làm cái gì. Bởi vì mày thấy không, hoàn cảnh của tao với mày, bạn gái bỏ tao với mày ra đi. Đúng. Chạy theo đồng tiền đi theo một đại gia. Đúng. Tại vì sao? Nó chê tao với mày là hai thằng thợ điện nghèo, không có tiền để chăm sóc cho nó. Thôi được rồi, gái thôi mà, bỏ qua bên đi. Đúng. Không có gái không quan trọng. Đúng. Cái quan trọng là sự nghiệp của mình. Đúng. Sự nghiệp ca hát của mình là sự nghiệp chiến thắng cuộc thi bolero. Đúng. Phải. Chính vì vậy tao mày phải đến nhà hát này, một nhà hát cổ. Cách đây 20 năm, ngay tại chỗ này đã xảy ra một vụ cháy hỏa hoạn rất là lớn. Tất cả mọi người trong rạp đều chết hết. Đều chết hết. Đặc biệt trong rạp hát này có một điều rất đáng sợ. Có một điều rất đáng sợ. Mỗi khi bước chân vào rạp hát, khán giả, khán giả sao? Toàn nghe hát thôi. Dạ, vô gặp hát, người ta coi hát là phải rồi. Không vậy lẽ vô coi đá banh. Chưa hết đâu, cái này còn đáng sợ hơn. Cái gì? Trong vụ hỏa hoạn đó, có một nhạc sĩ
đã tử nạn. Một nhạc sĩ tử nạn? Mà cái nhạc sĩ đó có một biệt tài mà hiếm các nhạc sĩ khác mà có được. Có một biệt tài mà hiếm các nhạc sĩ khác có được. Biệt tài gì? Biệt tài gì? Sáng tác nhạc. Sáng tác nhạc. Hình như là mày ổng ăn nấm tao ăn cơm không ngon đúng không? Sao vậy? Nhạc sĩ là phải biết sáng tác nhạc, không lẽ nhạc sĩ đi ghi đề? Mày mới nên nhớ một điều, nhạc sĩ sáng tác nhạc này là nhạc sĩ sáng tác nhạc bolero rất là giỏi. Mày hiểu không? Sáng tác nhạc bolero, tao hiểu ý mày rồi. Đúng. Có nghĩa là tao với mày vô đây kiếm nhạc sĩ đó cho chính mình cái bài hát. Đúng. Bởi vì tao biết được ông ấy có rất nhiều bài hát, hiểu không? Ngoài bài hát cái thị trường rất là nhiều, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều rồi. Bây giờ mình kiếm bài hát khác, hiểu chưa? Như vậy bài của mình sẽ hay hơn. Tao hiểu rồi, nhưng mà bây giờ mày có bị điên không? Thiếu gì nhạc sĩ còn sống, mày không chịu xin, mày kiếm ông nhạc sĩ chết mày xin làm cái gì? Như vậy nó mới linh nghiệm hơn chứ. Nhưng mà bây giờ xin bằng cách nào? Đơn giản thôi, cầu cờ. Thấy được chứ? Dưới cầu cơ mới giúp chúng ta đạt được mục đích thôi. Ok. Ông. Tại sao tự nhiên mắt mới lại xỉu chứ? Nè, cầu cơ thôi mà, có gì phải xỉu chứ? À, cái này mới đáng xỉu nè. Không, không, buông ra, tôi muốn xỉu. Tao cho mày chết luôn nè. Mày xỉu chứ mày xỉu tư thế ngộ nghĩnh vậy. Ủa vậy hả? Đứng dậy đi. Ủa sao vậy? Ủa hai cái thằng điên. Ủa là người khác người ta đêm khuya vô đây phá phách. Ủa là người. Ủa đất ơi. Ủa chú là ai vậy? Là con người. Hả? Trời chui chi. Bảo vệ. Su tu su ti cu ti bảo vệ. Hả? Bảo vệ. Thầy biết rồi, bảo vệ. Không biết đọc tiếng Anh mà. Thì đọc rồi đó. Trời chui chi. Thôi bỏ đi. Đọc tầm bậy tầm bạ không mà. Ý. Ủa mà vô đây chi? Dạ tụi con là. Tụi con. Tụi bay là bảo vệ mới vô đây thay tao đúng không? Dạ dạ dạ. Trời ơi, đúng rồi vậy là đúng rồi. Trời ơi tôi làm mấy chục năm trời tự nhiên có người vô thay tôi được nghĩa hưu rồi, mừng không, quá trời ơi. Mày chung quá anh đi mày hỏi mày tên gì? Con tên Hùng. Cái gì Hùng? Hoàng Phi Hùng. Ủa hay quá, cái tên võ thật quá ha. Ủa hay thiệt. Con tên gì? Con tên Hùng mà mọi người hay gọi là Hùn. Hùn á? Dạ. Cái gì Hùn? Nguyễn Phi Hùn Hùng. Ủa hay quá, cái tên hay quá, cái tên giống ca sĩ quá. Ca sĩ. Chú tên gì? Tao cũng giống tên tụi bay luôn. Tên gì? Tao tên Hùng. Cái gì Hùng? Hùng? Thiên mệnh anh Hùng. Trên đời này có người họ thiên mệnh luôn hả? Không, tao thiên. Hả? Thiệt. Họ thiên là con ông trời hả? Ủa chứ còn gì nữa? Chú họ thiên thiệt mà. Mà làm như nha, cái nhà hát này làm như có cái huôn vậy trời. Ai tên Hùng cái vô đây cũng làm bảo vệ ha. Không ai được làm hơn gì nha. Ê, hãy bay làm bảo vệ đi nha. Chú giao nguyên cái gian sang này cho tụi con. Vậy hả? Nguyên cái gian sang này cho tụi con. Tụi con phải nhớ phát huy nó lên. Dạ. Nha. Bảo trì và phát huy nó lên. Dạ. Nghe chưa? Nghe vậy. Dạ. Trời ơi mừng quá, gặp được tôi chú mừng quá. Dạ. Mới vô nghề phải không? Dạ. Ừ. Chú vô nghề từ nhỏ lớn rồi. Trời ơi, gì ghê vậy? Ừ. Là chú làm bảo vệ từ nhỏ lớn luôn hả? Thiệt. Chú hồi nhỏ chú đã đi theo ba chú vô cái đoàn hát này. Dạ. Rồi chú lớn lên cái chú được làm bảo vệ. Dạ. Chú đã chứng kiến được những cái bước thăng trầm của cái nhà hát này. Dạ, kể con nghe với chú. Hồi xưa nhà hát này đông lắm con. Dạ. Người ta vô nhà hát này nhiều lắm. Khán giả bu đen bu đỏ vậy. Mà bây giờ làm như khán giả giờ không có thích này sao? Không ai vô nữa. Nhất là 3 tháng hè. 90 ngày đó. Họ đi phượt. Đi Vũng Tàu. Đi picnic. Không ai vô nhà hát này nữa. Bởi vậy. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Chính 10 ngày qua chưa trang tình dương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Phút gần của nhau mất rồi. Tà từ là hết người ơi. Thôi bỏ đi. Ủa sao vậy? Ta liếng cái chuyện đó là thấy cuộc đời tao nợ không à? Hay à, hay hát đi. Có muốn ngó hát không? Tiếng ve nước nơ. Khó hát không? Khó lắm, mấy ai làm được? Mấy ai làm được như chú? Thôi, bây giờ như nè, ở đây nha. Chú giao gian sang lại cho tụi con nha. Dạ. Đây, chìa khóa đây. Còn bây giờ con chú? Đây, hãy bảo trì vào phát huy. Gian sang này là của con. Chú đi nghỉ dưỡng đi. Chú đi nha. Ê, mà khoan nè. Khoan.
hỏi cái coi. Dạ. Hỏi cái gì? Mùa đen mùa gì? Mùa hè. Mùa hè hả? À. Mày tắt đi bà ơi. Bực quá. Bà chú kêu chú. Bà chú. Bà chú cái sao chú? Chú. Chú. Có sao chú? Không không sao. Không sao, không sao. Không sao đâu. Ủa, nguyên cái đèn, nguyên cái đèn rớt trong đầu chú không trời sao? Trời ơi, trời ơi, nguyên cái đèn chùm nó rớt, cái nhà hát này cũ kỹ rồi, đèn chùm nó rớt hoài à. Mình vô đây mình là bảo vệ, mình phải có kỹ năng né. Dạ, chú né được hả? Né được, không, mấy lần trước được, lần này rớt trúng cái đầu rồi. Vậy thì sao? Quất cái bùm trúng cái đầu. Nghĩa là sao? Phụt ra. Phụt gì? Chú đã chết rồi con à. Trời! Có ai chết mà khùng khùng như tao không? Gì không có chết hả? Xuống Diêm Vương cho nó xử bắn tao luôn á thiệt. Thì sao nè? Không chưa giỡn tụi mày thôi chứ mấy cái này là chú giỡn. Tại hồi xưa cũng nó mê đóng kịch đó. Vậy hả mê chú? Diễn hề lắm à. Mà không cho. Sao vậy? Ngồi cánh gà cũng mà làm hậu đài. Ôi thương bởi quá. Bây giờ ước mơ. Nè, thực sự như nãy chú vô chú biết tụi bay không phải là bảo vệ mới đúng không? Dạ, ủa, chú biết không vậy? Chú làm gì cái nhà hát cũ kỹ mà có bảo vệ mới, chú vẫn còn yêu nghề lắm, chú vẫn phải làm việc nhà hát này thôi. Dạ. Nhưng mà chú nói cho con nghe, thấy vậy thôi á, nhà hát này không còn sáng đèn nữa, không còn khán giả nữa. Nhưng tối nào cũng có hàng ngàn người bu đen bu đỏ xếp hàng ở ngoài trước. Con biết để làm cái gì không? Làm cái gì? Một cái chuyện rất quan trọng đó là vô đây để cầu xin ông nhạc sĩ đã tử nạn vào cái vụ án 20 năm trước. Nếu như chú nói như vậy thì họ đến đây họ xin cái gì? Họ xin rất nhiều thứ. Cái gì? Có một số người đa số là xin đề. Xin số đề? Xin gì nữa? Một số người xin nhập hộ khẩu. Xin nhập hộ khẩu? Rồi xin cái gì nữa? Một số người. Cái số này mới ghê gớm. Xin một cái món rất lạ luôn mà vô đây không bao giờ có người khác xin được. Xin gì đi? Sinh nhật. Là happy birthday to you hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sinh nhật không làm chỗ khác, làm chỗ đây chi vậy? Vậy à, ta làm chỗ đây không khí nó ma quái, nó mới có cảm giác rùng rợn, hiểu không? Trời ơi. Làm ở ngoài đường mấy ai được có cảm giác như bây giờ, đúng không? Trong đây mới rùng rợn. Biết rồi. Nói hoài thôi, bây giờ nè, cầu xin ông nhạc sĩ đi. Dạ, dạ. Ngán cầu xin bia lên một chút xíu. Dạ, bia lên, ông sẽ lên. Dạ. Đúng không? Ta đi à. Chú không ở đây với tụi con đi. Ở đây chi? Tao với ông thạc sĩ có thù mà. Sao có thù? Có tao ở đây, ông không bao giờ hiện lên đâu. Sao kỳ vậy? Hồi xưa chả cướp ghệ tao. Cướp con ghệ tao, tao buồn chứ. Mà cướp ngay mùa hè mới đau. Mỗi năm đến hè lòng mang mang. Thôi được rồi. Chú, có chồng, có chồng. Có chồng. Có sao không vậy? Không. Không sao, lần này chú né được. Thôi. Hey, phải cầu. Không còn thời gian nữa, nhanh lên đi. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Bây giờ cầu nha. Cái cầu nha. Ở cái bài cầu hò hò. Hồn ai ở chốn phiêu bồng. Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi. Rảnh rảnh qua đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Chạy rồi kìa. Cứ chạy rồi. Hay quá. Chạy chữ tờ nè. Chạy chữ tờ. Chạy chữ A. Chữ A. Chạy chữ O. Chữ O. Chạy chữ L. L. Chạy chữ A. Chữ A. Chữ L. L. Mới tào lao à. Đang cầu mà tào lao sao được. Em biết rồi, lại à. Chạy rồi. Chạy lại rồi. Ra chữ gì đây, ra chữ gì đây. Cái gì? Mày cầu hồn, cầu hồn. Mày cầu cái đàn guitar, đi dây cái đàn guitar xuất hiện kìa. Mày đi sao cầu đàn guitar kìa. Trời ơi. Trời ơi. Tao cầu bài thơ chứ đâu phải cầu hợp âm đâu, sao ra cái đàn. Sao đi? Còn cái tay của ai vậy? Mất cái tay luôn rồi. Trời đất ơi. Ý. Còn cái tay nữa kìa. Đang làm cái gì vậy? Đang quắt mày kìa. Chạy vô đi. Mày đi à. Quắt cái tàu kìa, chạy vô đi. Làm sao tao chạy vô được. Quay. Kéo tao ra. Cái lên đó. Đó, đến trước mày nắm tay tao chặt đi chứ. Đúng rồi. Đi nè, kéo lại. Ê. Ôi. Không ơi.
cái gì vậy ba? Tao đang ngủ, tao ngủ cái thằng bạn con đâu? Tao trong đó mày không kéo nó ra, kéo tao không? Tao không ngờ luôn á, mày cứ kéo tao không kéo, mày kéo bác bảo vệ. Bảo vệ hả? Mày nói những nhớ bảo vệ. Ghê, tao thích kêu bảo vệ. Mà đã làm gì vậy? Chú ngủ chứ lớp đó gì hả? Tao kêu tụi bay chủ yếu là kêu tụi bay vô lấy cây đèn cho ra để cầu ông nhạc sĩ lên. Thì kêu chú không đem ra luôn đi. Tao làm biến. Tao phải có quyền làm biến chứ. Có mấy bước rồi chú đưa ra cho. Kể tao mày. Tao giúp đỡ tụi bay mà. Rồi. Ông nhạc sĩ này phải có cái đàn, phải hát một bài bolero, ông mới lên. À. Chú muốn lên là lên à. Thì ha. Hiểu ý của chú rồi, làm đi. Bây giờ ông nhạc sĩ á, ông nhạc sĩ bây giờ là sao? Rồi nói đi. Cái gì? Ông đó. Nhạc sĩ bây giờ là phải là có cây đàn mới lên đúng không? Đúng rồi, có cây đàn mới lên. Thì ví dụ là bây giờ mình cầu ca sĩ xong. Có cái micro là lên liền. Hay ha. Vậy mình cầu bác sĩ. Con dao mổ. Hay quá, thí dụ cầu này hơn chút xíu là cầu vệ sĩ sao? Có cái dùi cuối. Vậy bây giờ mình cầu loài sĩ thì sao? Trời, con mắt mày tin không? Mày hỏi hơi nhiều quá. Trời ơi, hỏi gì con hiểu lẻ một chút xíu đi chứ. Rồi, chú nói con hiểu rồi, chú nói vậy con hiểu rồi. Có nghĩa là con ma này mỗi lần đánh bolero nó sẽ lên đúng không chú? Đánh bolero là con ma này sẽ lên liền. Con biết con ma gì rồi? Con ma gì? Con ma chủ đề. Con ma chủ đề à? À, ý mày nói là con ma chủ đề bolero hả? À, đúng rồi. Chủ đề bolero. Đúng. Dòng này mày rớt chắc. Thiệt. Tao nói mày rớt. Ví dụ tôi rớt chắc ông còn đậu ha. Suy nghĩ đi nè. Tao phải suy nghĩ chứ. Tao phải suy nghĩ một cái hướng ra chứ. Hướng ra sao nè? Tao sẽ ra bãi xe lấy xe về nhà luôn. Ê, ông nghĩ em ra bãi xe chắc tôi cũng ra bãi xe với ông à. Ê, con tao đây chi à? Ủa chứ mày lo phận sự mình mày không được hả? Mày khùng hả? Ai ngờ tưởng mày gánh tim. Khùng hả? Thôi được rồi, vô thôi. Nhanh lên. Bây giờ chúng ta phải cầu đúng không? Cầu bằng cây đàn. Cây đàn đâu? Ai mày biết ông đưa, ông đâu có đưa cây đàn cho tao. Cây đàn đâu? Ông này là ông nhạc sĩ đúng không? Bolero. Mà ông chết. Ông chết là chắc chắn sẽ chôn nghĩa trang đúng không? Đúng rồi. Vậy thì mình sẽ hát bài về nghĩa trang. Không. Đòi thông hai mộ. Mày điên, hát thành phố buồn. Thành phố. Nó liên quan gì tới cái nghĩa trang? Cứ để cho nó buồn buồn là được rồi. Bây giờ tao hát đúng không? Ừ, chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Vô. Thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của đôi mình. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền gông thông già. Lạc quá ha. Lạc thiệt luôn. Lại coi nè. Không lẽ không làm được. Không lẽ không làm được. Bắt lại. Thành phố. Thành. Thành phố buồn. Thành phố buồn. Để tao hát luôn cho. Mày hát luôn. Có được. Trời ơi, không có được. Không có được. Mày không thể nào hát được. Mày tên Lạc Hoàng Long mà thằng ngu. Liên quan gì? Mày đàn lạc dây đó, mày biết không? Để tao bắt tông luôn cho. Thành phố buồn. Buồn quá. Buồn nhạc đi chứ nè. Thành phố buồn lắm tơ vương. Chiều chung. Ủa chưa có hát xong mà. Hát có nhiêu đó mà cũng lạc lên lạc xuống. Nghe mà học hỏi đây. Thành phố buồn nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm, và con đường ngày xưa đã mỏi, chiều quanh co nguyện gốc thông già. Nhìn bên đây, ôi cái môi trẻ. Chẳng hay hai người gọi ta ra đây có chuyện gì? Nếu như ông đã xuất hiện rồi, chúng tôi muốn xin ông một chuyện. Tôi muốn xin. Xin cái gì cũng được. Đánh đề cũng được. Xin khổ hậu khẩu cũng được. Nhưng đừng có sinh nhật là được rồi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao không phải là sinh nhật? Tụi bay bài tao dọn cực lắm.
Tụi con thực sự đến đây là xin cái bài hát. Dạ, con biết ông có những bài hát hay lắm, cho nên tụi con tới đây xin để ngày mai tụi con đi thi. Muốn xin về thể loại gì? Bolero. Muốn bolero thì xin hai cậu phải tìm một người khác. Tìm ai? Ronaldo. Từ trước tới giờ người ta chỉ nghe đi thi là solo cùng bolero, bây giờ có solo cùng Ronaldo nữa. Đúng, rất là chiều. Còn những người khác nữa, Ronaldinho, Mr. Siro, rau tầng ô. Rau cần ô. Các cậu không thể nào tìm được tôi, bởi vì tôi không phải là nhạc sĩ bolero. Chứ ông là ai vậy? Nhạc sĩ rap. Anh chẳng phải tìm được trong cực lắm, anh những còn thiếu vậy. Nói thiệt là không nghe được gì luôn á. Cầm chút xíu được không? Anh sẽ vẫn tìm trong cơ cực để lắp đèn nhưỡng của còn thiếu về. Yeah. Ủa vậy cái ông nhạc sĩ mà bolero mình cần tìm đâu? Chứ không phải là ông hả? Ông là nhạc sĩ mà. Không, ngày xưa là nhạc sĩ bolero thôi. Bây giờ tôi đâu phải, tôi là nhạc sĩ rap mà. Vậy ông là như thế nào? Thì tôi là nhạc sĩ rap, đi vô đây để xin mấy ông nhạc sĩ bolero cho mấy bài rap thôi. Là ông nguyên trang tôi luôn hả? Thì đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy? Cái kỳ nào ông bảo vậy? Sao bảo vệ ông nói khác vậy? Chứ tao với mày thôi mà tôi đi có một chút nội xuất hiện lần sau. Đúng rồi. Thầy mày nói gì? Ông bảo vệ ông nói là có hai đứa tư thôi. Bị điên hả? Bảo vệ nào ở đâu ra? Ở đây không có bảo vệ. Bảo vệ nhà hát nè. Ông bảo vệ ông hay hát bài mà mỗi năm đến hè đó. Không có ai hát cái bài đó đó, tầm bậy tầm bạ, ở đây là có tôi thôi chứ không bảo vệ nào. Tầm bậy à. Rồi nó coi mọi người cứ quan sát đi, tôi đã nói là ở đây không có bảo vệ nào hết. Ô bảo vệ. Lì gì mà lì dữ vậy trời. Muốn cái gì vậy phải có chứ. Đi nè. Nè bảo vệ nè. Ta đi nè. Chú sao xuống kỳ vậy? Chú nói trong đây có hai đứa con thôi, bây giờ sao lòi thêm người nữa vậy? Ở dưới này nè. Đó, đang ngồi đứng, đang quỳ, đang ngồi chùm hổm nè. Có ai đâu mà mày, nó giỡn quá. Ở dưới này nè. Nè. Không có ai không thấy. Xoay người lại nhìn xuống. Xoay người lại nhìn xuống. Không có bảo vệ. Không thấy luôn á. Bây giờ, chú thấy con không? Thật thấy tao có đuôi. Thấy con đúng không? Thấy. Chú thấy con không? Nè, tao đang đứng thế này nè. Cái gì? Chú thấy thằng bạn con đúng không? Thằng này. Rồi chú thấy bạn con đúng không? Mày đang hỏi ai? Hỏi chú đó. Chú nó hỏi tùm lum vậy? Tao thấy. Thì chú thấy à, chú bên đây không? Không thấy. Sao rối ren quá vậy? Rối ren lắm cô ơi. Ê, cuối cùng mày có thấy tao không? Tao thấy mày thấy tao không? Không, chấp. Không, tao thấy mà tại lúc tao rối quá, không thấy gì hết luôn. Ủa sao kỳ vậy, bây giờ thấy không thấy, xói quá. Ủa bây giờ làm gì rối quá, mày rối quá cái gì? Tao giỡn mày thôi, thật sự ra tao thấy bạn già tao mày ơi. Giỡn cho vui thôi. Giỡn vui lên mày ơi. Trời ơi trời. Mày chú thấy nhau đúng không? Thấy. Mày thấy con là hết không? Mày thấy diễn sức kìa. Gì đó. Giống như không thấy. Tao thấy dễ sợ luôn. Mà mắt có liếc kìa. Ờ. Tao có diễn sức. Mà nè. Gì? Không, cái nãy chơi là vui đó. Thì vui. Nhưng mà cái quần hơi hôi nha. Không. Hỏi thiệt hả? Bánh mũi luôn. Thiệt hả? Thiệt. Quần tao lấy của mày đó. Mày lấy quần tao hả? Lấy. Rồi sao mày mặc vừa? Thì đâu, đi ra tiệm mai bóp lại. Ôi. Ủa vậy là sao? Rồi xong chưa nè, xong cái khu bên đây chưa? Xong rồi. Bây giờ tương tác thì khu bên đây nè. Tương tác đi chứ trời. À, mà rồi sao là cuối cùng sao là sao vui thôi, thấy tụi kia con cầu ba cái bolero này nọ á, giỡn cho vui thôi. Ừ. Thật sự ra bố này mình chết hết rồi. Chú sao vậy? Chú giỡn hoài chú, tụi con sống mà, để gặp nói chuyện chú bình thường mà. Con không nhớ cái vụ án năm xưa hay sao? Chú... Hả? Con tụi nghĩ... con không nhớ cái nhà hát này hồi xưa đang hát xảy ra một trận hỏa hoạn rất lớn. Hai đứa bay vô đây làm việc cũng dính luôn trong cái vụ cháy đó. Là tụi bay chết rồi, tụi bay không nhớ hả? Nhưng mà tao ngày nào tao cũng phải ra đây tao nhắc lại tụi bay là tụi bay chết rồi, tụi bay vẫn không tin. Tụi bay cứ nói với tao là tụi bay chưa chết rồi, tụi bay tin rồi. Bây giờ tụi bay lại làm lại nữa, tụi tao ra đây rồi lại nhắc mày tiếp nữa. Con nghe chú nói, bây giờ chú nói là hai đứa con chết rồi đúng không? Đúng, hai đứa chết rồi. Con muốn biết là tại sao con chết, tại sao tụi con chết? Tới giờ ăn rồi, tới giờ ăn rồi. Chứ vậy khuất mày khuất mặt ơi. Về ăn nha, về ăn đầy đủ nha. Rồi, giải tứ phương. Có cơm nè, có cơm rồi nè. Đó, cơm cúng đó, ăn vô mà không tin mình chết hả? Tụ
tụi bay đang ăn cơm cúng đó. Tụi bay tin chưa? Đã nói rồi phải tin chú chứ, chú ngày nào chú ra chú nhắc cái chú già rồi cứ bắt chú nhắc hoài. Còn ông nữa, đứng nghe không à, phải nói một cái gì cho nó có lý đi chứ. Thì bây giờ nói nè. Nói đi. Thấy là ông nói đúng đó. Ít nhất là phải có những cái câu nó như vậy để mở đầu cái câu chuyện. Ừ. Đúng không? Thì... rồi tiếp tục nè. Mày nói hết ý luôn rồi đó. Đừng luôn đi. Tưởng nó hay nó không nói được cái gì hết. Tụi bay chết hết rồi. Chú vẫn chưa giải thích được cho con biết là tại sao tụi con chết. Tụi bay chết là bởi gì? Hồi xưa tụi bay chính là người thì... không đừng không cần giải thích. Kìa cô đó, nhìn cái nhìn cái người phụ nữ đó đi. Cô cứ vô trong này, cô cứ cúng, cô cứ khứng, nhưng mà cô đốt với tiền vàng bạc đốt ngang gì nhớ dập giùm con nghe, chứ không thôi quả hoài tội nghiệp con nhà. Cô cứ khứng đi, cứ khứng đi. Ủa khoan cô ơi, cô là cái gì ở, là ai trong cái nhà hát này mà cô ra đây cô cúng vậy? Tôi là ca sĩ của đoàn hát trong vụ hỏa hoạn cách đây 20 năm đó. Vậy là cô có chứng kiến vụ đó? Con có nghe nhiều người kể lắm mà con không biết sự thật là sao cô? Chuyện là như vậy. Cách đây 20 năm về trước, sân khấu đang sáng đèn, mọi người đang biểu diễn, đột nhiên bị trục trặc kỹ thuật. Rồi có hai cậu thợ điện đến sửa chữa, nhưng mà không may đã làm xảy ra cái vụ hỏa hoạn tại đây. Tao nhớ rồi, chính mày, chính là do mày. Thời điểm lúc đó là khi mày đừng cắm dây lại, mày kiên quyết mày không làm theo lời tao để xảy ra vụ việc hỏa hoạn đó. Tao không muốn như vậy, tao chỉ muốn sân khấu sáng lên để cho anh chị em nghệ sĩ được diễn phục vụ bà con tôi. Nhưng mà điều nguy hiểm mày không biết hả? Tao không muốn chết chết rồi mà cãi lâu cái gì nữa. Tôi mới là cái người phải đau khổ nè, các cậu phải vui lên. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà còn sống á, tụi mình còn được đứng trên cái sân khấu này hát, và khi chết đi rồi tụi mình vẫn được hát mà. Cô, vậy là hôm nay cô tới cô thắp nhang cho ông Dũng. Đáng lý ra 20 năm về trước cô với chú đã thành vợ chồng rồi, nhưng mà đáng tiếc vì vụ hỏa hoạn đó cho nên cô chú không thể thành đôi được. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của cô lúc này á là được hát lại cái bài hát ngày xưa mà cô chú đã từng hát với nhau. Mà bây giờ ổng chết rồi, sao mà còn hát hò được nữa. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Chúc mừng Heyman đã hoàn thành phần thi của mình một cách trọn vẹn. Cảm ơn sự trợ diễn của diễn viên Tuấn Dũng rất nhiều ạ. Và xin cảm ơn phần trợ diễn của Thành Xuân. Một tràng pháo tay nữa dành cho tổng đạo diễn Diệp Tiên, anh đã vượt thác ngoạn mục.
coi cái tuần này xong thấy ghét anh Lê Nam dễ sợ. Chết mất gì. Nhóm anh ai cũng giỏi hết. Thanh Tân, Eagle với Long quá giỏi. Hai đứa ra tiết tấu không rất một nhịp nào. Lê Nam ra duyên dáng, mà Lê Nam ra miếng nào mà có duyên mắc cười là tôi ghét ổng. Bởi vì sao? Ổng có duyên mà ổng không tập trung. Em không thể nào chấp nhận anh Lê Nam bước ra, anh Lê Nam mặc cái áo bảo vệ như vậy, cái quần jean như vậy và đôi giày như vậy được. Nếu mà anh mặc đúng nữa thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ hay hơn, nó sẽ tuyệt vời cho cái nhân vật của anh. Nếu cái kịch bản này được tập kỹ hơn thì nó sẽ rất là hay và rất hấp dẫn. Bởi sao? Không biết dẫn mọi người đâu, em ngồi em đoán mà. Trời, em đoán ghê lắm. Mà em đoán không ra, cuối cùng đoán lật lại chết hết rồi. Hỏi hay không? Hay, hấp dẫn không? Hấp dẫn. Thật sự, đây là cái nhóm mà em cảm thấy cái máu lửa và cái sự nhiệt tình khủng khiếp. Ngày nào cũng lên phim trường ngồi tới 2-3 giờ sáng ngồi kịch bản. Sáng sớm á, em có gặp được anh Tiên. Và anh Tiên có nói là: em ơi, bà Lê Nam chưa có cái kết nữa. Em nói: chị, một lát nữa quay hình rồi mà chưa có cái kết. Thì thấy rất là lo luôn á. Nhưng mà ngày hôm nay em ngồi đây, hồi nãy giờ em thấy mọi người diễn như vậy là một cái sự cố gắng. Tại vì lúc mà em thi Cuộc Xuyên Việt với tư cách là một thí sinh, em chia sẻ là thật sự mình rất là sợ khi mình đem đến một tiết mục không hay cho khán giả. Tại mình suy nghĩ ra được nhiều kịch bản, nhiều đường dây đó. Nhưng mà khi mình tập một hồi cái mình thấy bí, mình không có đường ra. Và mình thấy ở cái này dở quá, không tập được nữa, cái bỏ. Bỏ cái lên mình suy nghĩ một đường dây khác. Cái mình tập hồi cái mình thấy bí, mình không có đường ra, mình ôi dở quá bỏ. Là bị cái trường hợp như vậy đó chị. Sao tụi em xài phí vậy? Ngồi đây nãy giờ em chứng kiến các anh chị diễn một tiết mục như vậy thì đối với em là em rất là nhẹ lòng và cảm thấy mấy anh chị quá giỏi rồi. Dễ thương không? Giờ tự nhiên em mê Làng Lạc Hoàng Long á chị. Cái ngôn từ á, hề luyến lái hay gì á, mà hề mày nhảy cái gì thì không? Đó, cái trường phái người ta mày là nhảy, hề mày nhảy luyến lái, còn cái trường phái của em là hề đi kinh. Tóm lại, kịch bản hay, diễn viên xuất sắc, lai đậm. Diễn sắc Nam Hương. Biết áp lực của anh Nam, tại vì đến với chương trình này anh Nam là lớn nhất. Thật sự cái đội của anh Nam là cái đội mà mọi người rất là đáng gờm, mọi người rất là cố gắng, mọi người diễn được vậy là mọi người hay lắm rồi đó. Dạ. Cảm ơn nghệ sĩ Gia Bảo. Anh Vân Sơn chịu coi cười vui đã, ý tưởng hay, kết quả chỗ này nè đó. Tuy là nó có hơi nhây, tuy là nó có hơi dài, nhưng mà cái ý tưởng hay và những cái ý đó, kịch bản đó với cái sân khấu như thế này, với không khí khán giả như thế này, với bạn diễn như thế này, với tất cả mọi thứ như thế này, bạn diễn ra nhiều khi quăng miếng nó còn hay hơn nữa. Ngày hôm nay anh Sơn ngồi đây, anh Sơn xem, anh Sơn phải nói là rất phục tụi em. Xuyên qua những cuộc thi tụi em đã làm ra những kịch bản rất hay rồi, mà cho tới ngày hôm nay tụi em vẫn ra những kịch bản hay như thế này và tụi em vẫn diễn được xuất sắc như thế này, mang lại cái sự thu hút đến với lại khán giả như thế này. Tụi em không phải là những người bình thường. Thật sự anh rất phục tụi em, anh rất nể tụi em. Thôi vỗ tay cho tụi em cái đi nha. Hay quá. Mời giám khảo Kiều Anh ạ. Thật sự rõ ràng thì những khách mời đã gây hiệu ứng rất là tốt và đã giúp các nhóm rất tốt. Nhưng tụi em đang thi chứ không phải khách mời thi. Đừng nghĩ y vào khách mời quá nhiều. Đương nhiên mình cũng cho tiếng cười rất là nhiều và có ý nghĩa rất là nhiều trong kịch bản này. Nhưng mà chị mong đợt sau nữa chị sẽ gắt gao hơn. Nếu nhóm nào đẩy quá nhiều tiếng cười ở khách mời, chị sẽ trừ điểm. Vì tụi em thừa sức làm chuyện đó. Khách mời bữa nay là ai vậy? Khách mời là Tuấn Dũng. Tuấn Dũng và Thanh Xuân à? Dạ. Ba bảo bữa nay diễn tốt mà, Tân tốt mà, Nam tốt mà. Bạn em hiểu, này em hiểu. À, dặn trước phải không? Khi hiểu. Nào mà có chuyện nó xảy ra phải dặn, còn hay các có bạn chuyện xảy tốt ra mà. Rồi. Có chuyện xảy ra. Không, vì cái tiết mục này đâu có xảy ra. Tiết mục này Dũng đâu có lấn lướt, đúng không? Cái điều đó rất là tốt, nhưng mà em nhắc từ 3-4 nhóm cho đến nhóm ngày hôm nay luôn. Và cái phần bolero từ trước đến nay Dũng đã rất nổi vì bolero. Cho nên hồi nãy chị thèm ra một cái điều là Tân phải hát nhiều hơn, Nam phải hát nhiều hơn, Lạc Hoàng Long phải hát nhiều vì Long hát rất hay. Chị thèm ba đứa em hát nhiều hơn. Cái điều đó nó sẽ làm uổng cho các em thôi. Chứ đương nhiên chị không có một cái gì để mà trừ điểm gì trong này hết. Nhưng mà chị nhắc, nếu cái số sau mà ai lạm dụng quá nhiều khách mời thì chị sẽ không ưu tiên cho nhóm đó. Tụi em phải phát huy hơn nữa nha. Vậy thôi à, đâu có gì. Dạ, cảm ơn cái sự chia sẻ chân thành của giám khảo Kiều Anh và giám khảo Vân Sơn. Và sau đây là phần thử thách tăng cường. Thử thách này đó chính là diễn viên Dương Lâm vào vai một người bán chè và hai đội sẽ cử ra 3 thành viên. Mỗi thành viên 1 phút làm như thế nào phải đổi được tiền lẻ từ Dương Lâm. Khi mà đổi được tiền lẻ từ Dương Lâm thì chắc chắn các bạn sẽ chiến thắng trong phần thử thách tăng cường này. Và bây giờ với sự bốc thăm thì đều biết trước tiên. Và 1 phút bắt đầu.
Em là cậu bé bán chè, em là cậu bé bán chè. Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không. À, à, anh Dương Lam, anh Dương Lam, anh bán cái gì vậy? Bớt diễn ngoại hình lại, bớt diễn ngoại hình lại, thấy ghê lắm. Bán chè. À, anh bán chè hả? Cho em một chén. Nhiều. Bao nhiêu tùy thích. Đây, hết giờ. À, em cảm ơn. À, thiệt là ngon, em cảm ơn. Bye bye, em đi về nha. Đứng lại. Trả tiền. Ủa, hồi nãy em kêu cho em một chén anh múc anh cho em mà. Rồi, tao sai cho. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ. Em đi về. Phải đưa tiền. Nó chưa đổi tiền tôi luôn đó trời. Vô đổi tiền nó con. Ai dạ? Ừ. Đổi tiền đi con, trời ơi năn nỉ luôn, nó đổi tiền đi. À, ai ra đổi đi. Trời ơi. Anh Dương Lam ơi, anh Dương Lam. Rồi. Anh bán cái gì vậy anh Dương Lam? Bán chè hết giờ, giao đãi rồi. Bán chè hả? Ừ. Anh bán chè gì? Chè chuối, chè gì cũng có hết. Chị cho em một chén chè xanh đi anh. Một chén chè xanh, rồi rồi chén chè cái xanh. Này là chè đậu xanh mà. Em kêu chè xanh là chè là trà đó anh. Em ăn ngọt em bị tiểu đường. Thôi kệ không sao, em ăn cho nè em trả tiền. Nhớ cất vô kỹ nghe chưa. Đường dạo này đông lắm, cướp trộm nhiều lắm. Cất vô đi. Nè lấy bao xuống, cất vô nhanh lên. Không được rồi con, được rồi. Cất vô đi. À anh ơi, em sợ quá, em không dám ăn chén chè này. Sao sợ? Em sợ chè giả. Ừ. Mặt còn làm giả được mà, anh uống chi là chè. Rồi mượn tiền chưa nè. Ờ, thôi em không ăn đâu, em trả anh nè. Anh trả ngược lại tiền cho em đi. Không, chén chè này 200 ngàn là đều đủ luôn nè em ơi. Ôi trời ơi, quán quân cười xuyên Việt mà bán chén chè 200 ngàn. Bán chén chè 200 ngàn kìa. Quán quân cười xuyên Việt, anh trả tiền lại cho em đi anh. Em ăn chè là 200 ngàn hết rồi cưng. Đi về, liêu. Vô con. Chết rồi, thầy nó vô rồi nè. Không có, đây nè, nói nghe. Trời đất ơi, bán chè ha. Bán chè. Gánh chè ha. Gánh chè. Mà nó đô như gánh tạ vậy đó. Nói nghe, số tôi khổ lắm, đi bán vé số. Ừ. Trời ơi, nó giật vé số tôi cậu ơi. Trời nó ơi. Giật nhưng mà hên lắm cậu, giật được lại sắp báo. Trời ơi, cái phường ăn cướp luôn hả? Đúng rồi, bây giờ ngộ lắm, cái tôi thấy đâu biết đâu, đi bán gỡ vốn cậu hiểu không? Phóng vô thấy tụi kia đang ngồi quýnh bài, phóng vô liền. Ừ. Rao liền mà, báo công an, nó quýnh xối xả luôn. Chưa kịp nói chữ đây, bây giờ đứt vốn rồi. Nói nghe nè, có à. Tiền lẻ không? Thằng kia nó cho được 200 ngàn đổi ra để thối báo. Báo 5 ngàn rưỡi một tờ. Giờ không biết sao thối cho người ta hết trơn rồi. Bây giờ không có tiền, bây giờ có 200 ngàn nè. Trời ơi trời. Cái tiền. Nó không đưa lại. Sao diễn bé bãi. Đưa luôn vậy. Bán cho con coi. Ây da. Ây da, cô bán hàng nước ơi. Cô bán hàng nước. À, ủa anh bán hàng nước ơi. Mày vô đây mày kêu cô gì mày. Ây da, bây giờ gấp lắm rồi. Em bây giờ em đi toilet công cộng mà. Bây giờ không có tiền thối cho em. Anh cho em đổi 200. Chết rồi còn 200 nè. Còn trên cổ anh 200 nữa. Bây giờ không có đổi được. Anh ơi, em làm tại chỗ đây luôn anh ơi. Anh ơi. Cái này là cái gì vậy em? Nè cái chén này, bán cái chén 200 ngàn rồi vô. Thối tiền, cái chén gì 200 ngàn? Cái chén 200 ngàn. Chén kia bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Một chén chè 200 ngàn. Ừ. Không lấy chè lấy tôi 10 ngàn lại thôi ba. Thối tiền. Không gì thôi trả tiền nè. Ông sao vẫn không lấy hả? Không lấy. Tao cướp. Trời tao sợ mày. Mày vô đây. À mày ngó. Tao sợ mày. Mày tin tao lúc này tao nhét vô sụn mũi mày không? Tao lấy răng tao phóng nát mặt mày. Mày vô đây. Tao phóng cái chè vô răng mày liền. Tao sợ nè, phóng đi. Nè mày tin cái sáo nha con. Cái răng mày giống như đang ngậm cái chén sứ trắng vậy đó con. Ờ. Mày hay chửi tao khỏi đổi cho mày luôn. Tao năn nỉ. Ngu luôn. Anh ơi, anh nói chè ơi. Khỏi mày. Coi như em thua đi. Ờ. Vậy. Thôi mày vô đây. Bây giờ tâm lý tao bất ổn rồi nè. Trời ơi của mày chửi tao. Tao lớn mày nha. Em tao bảo vệ à. Giỡn diễn chứ không có được chửi. Thằng Nam. Nè cho chú đổi 200. Mắc toilet quá. Nữa sao mà không biết xài hoài vậy. Thôi xui quá. Đi đây. Không. Không phải. Năn nỉ chú khổ quá. Tại già cả. Mắc toilet quá. Không về nhà được. Cho chú đổi 200. Chú đi toilet công cộng nha. Trời, nồi chè sáng rồi con bán rồi có 190 thôi bây giờ đó. Con bán luôn nồi chè. Năn nỉ cho chú 200 đi. Thì chú đông kia người ta thôi. Không. Nó không thối cho chú. Bây giờ chú múa một cái bài hát gì đi. Múa một cái múa quan gánh đi. Nếu mà con thấy hay
Nếu mà con thấy hay, mua hoàng gấm đi. Mua hoàng gấm lên, nhanh lên. Mua đi. Mua đẹp lên. Sẽ cởi đồ luôn, cởi mới bộ thôi. Mua muốn bệnh luôn, nó không đổi, nó không đổi thì trả ra này. Tê nè, đẩy ta ra. Vô liền, làm một bài thơ về nồi chè. Là thơ về nồi chè. Nè, hay duyên dáng. Đây đây, anh chưa lên bài thơ về nồi chè. Bài giải cái đích rồi. Bài thơ về nồi chè. Vô. Chè ơi, chè ở trong thùng. Bà ơi, bà múc, bà xong bà đưa con đổi tiền cho bà luôn. Một bài rap về chè. Bài rap về chè, ok. Chè, chè là chè là chè là chè. Nằm trong thùng là chè xong. Ai mua, ai mua lấy cái chén múc vô. Mình tên lấy cái chén múc vô. Ăn xong rồi trả chén luôn. Ăn xong rồi trả chén luôn. Mình có 200, có 200, có 200, có 200 thì đổi 200. Tung hướng chén. Tung hướng chén. Tung hướng chén luôn. Tung lên, tung lên, tung lên, tung lên. Cái chén này bằng cái nào, có cái nào bằng mũ không? Có cái nào bằng mũ, tôi muốn chén nén lên. Tôi chén 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 lên. Rồi rồi, nuốt đũa, nuốt đũa. Cái này. Rồi rồi, 200 áp nha. Cái nuốt đũa. Xin làm bớt thay cho Dương Lâm và hai nhóm. Hai bên những chàng trai và David. Và trên tay anh Tối lúc này đang là bảng điểm của hai đội The Beat và Hey Man những chàng trai. Và ở trong phần thử thách tăng cường, số điểm của hai đội, mỗi đội nhận 0.5 điểm. Vẫn là 0.5 chị Oanh. Thật sự khi mà thử thách á, Buka hay là Lâm là người trực tiếp thử thách các em. Nhưng mà ở dưới này còn có cả chị và anh Vân Sơn xem nữa. Trước mắt Kiều Oanh, anh Sơn với tất cả mọi người đều thấy rằng là cái phần não thì bên đây làm được, nhưng nó lại không có một cái lý do và một cái hoàn cảnh để cho người ta phải cho tiền lẻ. Bên đây không náo bằng bên đây, nhưng cuối cùng Nhật lại là một người có cái hoàn cảnh đủ để thuyết phục. Đó, cho nên lý do đó mà Kiều Oanh gửi đến các bạn mỗi bạn 0505 là vậy. Và đó là phần thử thách tăng cường. Nhưng còn số điểm chính rất quan trọng. Số điểm chính của nhóm The Beat với tổng số điểm là 19 điểm. Và số điểm của Hey Man những chàng trai là 19.5 điểm. Như vậy, phần đối đầu trực tiếp, nhóm Hey Man những chàng trai là người chiến thắng. Hey Man sẽ nhận được 5 triệu trong phần đặt cược cuối cùng của mình. Như vậy, nhóm Hey Man nhận được 5 triệu đồng tiền mặt chuyển từ quỹ của nhóm The Beat. Quỹ của nhóm The Beat sau tập 6 bị trừ 5 triệu. Kết thúc lượt đấu xoay vòng, số tiền thưởng của các nhóm như sau. Nhóm Hey Man nhận được 30 triệu đồng. Nhóm Khủng Long Tí Hon nhận được 20 triệu đồng. Nhóm The Beat nhận được 15 triệu đồng. Và nhóm Kỳ Tài nhận được 10 triệu đồng. Vâng, chúng ta đã hoàn thành đêm thi Bolero với những tiết mục xuất sắc, mang lại nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang thực hiện. Còn bây giờ anh Tú và Khả Như xin chào và hẹn gặp lại.